Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 81. Vậy sao, Thiên Bảo lui ra đi? Vô Trần nhíu mày, khẽ gật đầu. Dạ, sư tổ. Trương Thiên Bảo cúi đầu với Vô Trần, lùi sang một bên. Long sư huynh, ngươi còn gì muốn nói? Vô Trần hỏi. Có ý gì, Vô Trần đạo nhân? Sắc mặt Long Tại Uyên khó coi hỏi. Thiếu chút nữa ông ta bị giết chết, hiện giờ giống như ông ta là thủ phạm. Đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi giết đệ tử của đạo môn ta trước, bị đệ tử của Thần Nông Tông giết ngược lại, chuyện này còn cần xác nhận không? Trong mắt Vô Trần hiện lên sắc bén, nói, chút việc nhỏ đó không có gì phải xác nhận, đám vô cực muốn giết ta các ngươi thấy đúng không? Long Tại Uyên lạnh lùng nói, vô cực sư huynh muốn giết ngươi, hẳn là huynh ấy phải dùng tiên khí mới đúng, hình như chỉ có vô phong sư đệ dùng tiên khí, vô cực sư huynh và vô địch sư đệ đều không sử dụng. Cho dù là vô phong sư đệ, cũng chỉ dùng tiên khí phong vùng không gian này, nếu đệ ấy muốn ra tay giết ngươi, ta cảm thấy ba người chỉ cần ra một chiêu, đã khiến ngươi mất nửa cái mạng, nhưng rõ ràng là Long sư huynh không bị thương nặng đến vậy. Vô Trần lạnh lùng nói, giết cao thủ đại thừa, ngoại trừ tu vi cao thấp ra, có tác dụng nhất là tiên khí. Vô địch và vô phong đều có tiên khí tấn công, vô cực đạo nhân thì có hai kiện tiên khí, một kiện là tiên khí truyền thừa của Thần Nông Tông. Một kiện là tiên khí vô cực tự mình đạt được. Tuy vô cực là linh thể, chưa chắc sử dụng được tiên khí, nhưng hai kiện tiên khí cũng có thể khiến Long Tại Uyên bị thương nặng, nhất là vô phong ở đây. Vô phong vì chuyện của ma chủ, mà tâm tính hơi thay đổi, nếu thật sự ra tay, ông ta cũng phải e ngại vài phần. Sao thế, Vô Trần, người đây là muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu ta sao, hay là cảm thấy Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta dễ bắt nạt? Long Tại Uyên nheo mắt. Sắc bén xuất hiện trên mặt ông ta. Tuy Vô Trần ngăn cản đám vô cực, nhưng lúc này lại ra mặt gây khó dễ cho ông ta. Nếu là như vậy, vậy đại bỉ các ngươi tự mình chơi đi, Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta sẽ không chơi với các ngươi. Long Tại Uyên hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp. Chuyện này không liên quan tới thế lực tông môn, nếu Long Tông chủ muốn đi, vậy mời trở về đi, nhưng Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ được xếp ở vị trí cuối cùng, chư vị không có ý kiến đúng không? Vô Trần nhìn lướt qua mọi người xung quanh, hỏi. Ta không có ý kiến. Một đại nho của Thánh Môn nói. Bạch gia ta cũng không có ý kiến. Mấy người ở đây đều bày tỏ thái độ, không ai từ chối. Ngạo Nhật Sơn Tông vốn là tông môn có khả năng lấy được vị trí thứ nhất, nếu đẩy bọn họ ra sau cùng, không thể nghi ngờ là tăng một thứ hạng cho bọn họ. Số thứ tự của đại bỉ là để phân đồ, vô cùng quan trọng với mỗi thế lực. Nếu có thể đi lên trước một bước, không ai sẽ từ bỏ. Các ngươi đây là muốn hợp lại với nhau đối phó Ngạo Nhật Sơn Tông đúng không? Sắc mặt đám Long Tại Uyên khó coi, hỏi. Không phải bọn ta kết bè đối phó Ngạo Nhật Sơn Tông, đối phó Ngạo Nhật Sơn Tông cũng không cần bọn ta kết bè, chỉ là Ngạo Nhật Sơn Tông phá quy củ, đường đường là tông chủ lại ra tay với đệ tử của tông môn khác trước đại bỉ, chuyện này đổi lại là người của Bạch gia ta, cũng sẽ không khách sáo lấy nửa cái mạng của ngươi trước rồi nói tiếp. Một nam tử của Bạch gia vòng tay ôm ngực, mở miệng cười mỉa nói. Bạch Khởi, chú ý tu vi của ngươi, muốn nửa cái mạng của ta, ngươi còn chưa có tư cách này. Long Tại Uyên thờ ơ nhìn lướt qua nam tử Bạch gia, nói. Nếu không phải đám vô cực cùng ra tay đối phó ông ta, đấu đơn độc sẽ có bản lĩnh này sao? Bạch Khởi là thiên tài của Bạch gia, cho dù là thanh danh hay thực lực đều tăng rất nhanh, nhưng còn chưa tới đại thừa kỳ. Cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy, đúng là muốn chết. Trên đất, Mạc Phàm cũng nhìn thoáng qua Bạch Khởi, lắc đầu cười. Bạch Khởi là người có quan hệ thân thiết với hắn nhất ngoài Thần Nông Tông, con hàng này vẫn thích gây chuyện giống kiếp trước, bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, hơn nữa ngay cả cao thủ đại thừa đều không để vào mắt, quanh năm lui tới các nơi nguy hiểm, cũng là người không sợ chết và không sợ bị đánh. Vậy sao, vậy muốn thử một chút không, Long Tông Chủ? Bạch Khởi hơi nhếch miệng, trong chớp mắt hai mắt biến thành màu trắng, hỏi. Được rồi, Bạch Công Tử, xạ Nhật Sơn đã đủ loạn rồi, Bạch Công Tử đừng làm loạn thêm nữa, nếu không thì ngươi đừng nghĩ tới chuyện vào ma vực. Bạch Khởi mới mở miệng, Vô Trần thản nhiên nói. Được rồi, nể mặt đạo trưởng, vậy thì lướt qua chuyện Long Tông Chủ mất nửa cái mạng. Bạch Khởi thu lại màu trắng trong mắt, bộ dạng như thật sự tha cho Long Tại Uyên. Long Tại Uyên tức tới mức mặt xanh mét. Một đệ tử của Thần Nông Tông dám chạm ông ta, ba đại cao thủ của Thần Nông Tông làm ông ta bị thương nặng,
một hậu bối của Bạch gia cũng dám tuyên bố muốn nửa cái mạng của ông ta, đáng giận nhất chính là đạo môn không bảo vệ ông ta. Long Tại Uyên này, đường đường là tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông, chưa từng chịu tức giận như vậy. Các ngươi, Long Sư Huynh, Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi chắc chắn muốn rời khỏi Đại Bỉ à? Nếu ngươi muốn rời khỏi Đại Bỉ, ngươi có thể mang theo người của Ngạo Nhật Sơn Tông rời đi. Vô Trần lạnh nhạt hỏi. Đi sao? Long Ngạo Thiên nhíu mày, sắc bén trong mắt như lợi kiếm hàn băng. Đứng cuối cùng Đại Bỉ, bọn họ sẽ được ít thứ nhất. Bọn họ không dễ dàng gì mới có một cơ hội đạt được thứ nhất, sao có thể biến từ thứ nhất thành thứ nhất đếm ngược từ dưới lên. Các ngươi nghĩ Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta sẽ rời đi à? Không dễ dàng như vậy đâu, hơn nữa ta muốn nói cho các ngươi biết, thứ nhất Đại Bỉ, lần này là của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta rồi, còn các ngươi, ta khuyên các ngươi đừng giao du với kẻ xấu thì hơn, tránh bị tổn hại lại công dã tràng. Long Tại Uyên trầm giọng nói. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Không phải những người này đứng chung với Thần Nông Tông sao, lần này ông ta không chỉ muốn đạt được thứ nhất, người nào đứng trên lôi đài với Long Ngạo Thiên, vậy đợi chết đi. Ngạo Nhật Sơn Tông tiếp tục tham gia Đại Bỉ cũng được, nhưng có một điều kiện. Vô Trần nói. Điều kiện gì? Chuyện hôm nay, tuy Ngạo Nhật Sơn Tông tổn thất một đệ tử, nhưng cũng là Ngạo Nhật Sơn Tông khơi mào ra, chuyện này dừng ở đây, người nào cũng không thể so đo tiếp nữa, nếu Long Sư Huynh lại ra tay với những đệ tử tông môn khác, vậy trong ngàn năm Ngạo Nhật Sơn Tông không thể tham gia Đại Bỉ, không có vấn đề gì chứ? Vô Trần bình tĩnh hỏi. Có thể. Long Tại Uyên nghĩ một lát nói. Không thể không nói, vừa rồi ông ta áp chế tu vi đối phó Mạc Phàm, quả thật hơi kích động rồi. Thực ra Long Ngạo Thiên có thể đối phó Mạc Phàm. Ngoài ra ngoài Đại Bỉ, Long Ngạo Thiên có rất nhiều cơ hội gặp vọng cơ, sau này lại diệt trừ cũng không muộn, hoàn toàn không cần ông ta nhúng tay vào. Nhưng mà Vô Trần, nếu trên Đại Bỉ, một số đệ tử không cẩn thận bị ngộ sát, có phải không có vấn đề gì đúng không? Long Tại Uyên hỏi tiếp. Hôm nay ông ta bị người ta ức hiếp, sẽ không dễ dàng xóa bỏ như vậy. Nếu không đòi lại được từ đám tu sĩ cùng cấp ở những tông môn này, vậy thì để Long Ngạo Thiên giết đệ tử cấp thấp, một người cũng đừng nghĩ chạy thoát. Chuyện này. Vô Trần nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Ý đồ của Long Tại Uyên rất rõ ràng. Nhưng ông ta không có biện pháp khác. Mỗi lần Đại Bỉ đều có người chết, lần này tổ chức ở đạo môn, hy vọng mọi người cố gắng dừng đúng lúc, nếu có đệ tử bỏ mình ngoài ý muốn trên Đại Bỉ, vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Có những lời này của ngươi là được rồi. Long Tại Uyên hơi nhếch miệng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Phàm, ánh mắt lập tức nhìn về phía Vô Cực. Vô Cực, trưởng bối không ra tay được, có phải đệ tử bối phận tương đồng ra tay, cho dù là đệ tử của Thần Nông Tông ngươi bị đánh chết. Hay là bị phế bỏ, Thần Nông Tông ngươi đều không báo thù cho cậu ta, không sai đúng không? Trên Đại Bỉ, ai đó chết không thể phòng tránh được, tất nhiên là như vậy. Vô Cực thản nhiên nói. Tốt lắm. Long Tại Uyên gật đầu hài lòng, định xoay người dẫn đám đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông rời đi. Có những lời này của Vô Cực là đủ rồi, ông ta muốn Vô Cực hối hận vì ra tay với ông ta, đợi xem. Không đợi ông ta đi hai bước, giọng Mạc Phàm vang lên. Long Tông Chủ, vậy có phải nếu người của Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi bị giết chết hoặc bị phế, Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi cũng không báo thù đúng không? Long Tại Uyên nhíu mày, lập tức cười lạnh lùng. Ông ta xoay người lại, nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Nếu đã định ra quy tắc này, tất nhiên từng tông môn đều phải tuân thủ, không sai chứ, các vị. Không phải là những người này mới đồng ý đẩy Ngạo Nhật Sơn Tông xuống vị trí cuối cùng sao, tất nhiên cũng phải bao gồm cả chuyện này. Tầm mắt lướt qua một vòng, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nhưng rất nhanh, cả đám đưa ra câu trả lời. Không có vấn đề gì. Rất tốt, ngươi còn vấn đề gì không, tiểu tử? Long Tại Uyên nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vấn đề thì không còn, nhưng mong Long Tông Chủ nhớ kỹ những lời mình mới nói, Mạc Phàm nheo mắt nói. Long Tại Uyên uy hiếp mọi người một lần. Nhưng thành công kéo luôn cả mình vào trong, như vậy đủ rồi. Yên tâm đi, Long Tại Uyên ta là tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông, những lời ta nói ta nhất định sẽ nhớ kỹ, ngươi không còn vấn đề gì nữa, vậy một ngày sau chúng ta gặp ở Đại Bỉ. Long Tại Uyên cười lạnh lùng, rời đi. Trên bầu trời, đám Vô Trần thấy Long Tại Uyên rời đi, nhíu mày, bộ dạng đăm chiêu, sau đó biến mất theo. Không lâu sau, gần đây chỉ còn lại đám Mạc Phàm.
đa tạ sư phụ và hai vị sư thúc ra tay cứu giúp. Mạc Phàm ôm quyền, cúi lạy đám vô cực nói. Nói nhiều cảm tạ làm gì, tiểu tử, ngươi không thể thực tế một chút được à, ta đã đánh cho Long Tại Uyên thổ huyết rồi, không thể để ta ra tay không như vậy được. Vô Địch mỉm cười nói. Ông lại ra tay giúp Mạc Phàm một lần, có thể cướp được bao nhiêu thì cướp một phen. Vô Địch, huynh có thể trở về rồi. Vô Phong khẽ vạch không trung, lại mở không gian chi địa ra, lạnh lùng nói. Vô Địch bĩu môi, nhưng vẫn đi vào trong không gian chi môn kia. Thần Nông Tông vẫn còn cần người trấn thủ, không thể ra ngoài quá lâu. Mọi người muốn tới Cửu Châu Phàm Tinh đúng không? Vô Cực thấy Vô Địch rời đi, cười bất đắc dĩ hỏi. Đúng vậy à? Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Hiện giờ có rất nhiều nơi đại loạn, nhất là Phàm Tinh hạ giới, ba người cẩn thận một chút, nhất là Nam Cung cô nương, đừng lập tức bước vào cánh cửa kia, tốt nhất là đến Mạc gia trước, có lẽ có cơ duyên đợi ngươi, hai cánh cửa kia do Vọng Cơ và Thiên Bảo vào. Vô Cực giống như biết toàn bộ, nói. Đa tạ Vô Cực sư bá nhắc nhở. Vẻ mặt Nam Cung Thanh khẽ đổi, vội vàng cảm tạ. Vô Cực sư tổ, vậy con thì sao, con đi đâu thì tìm được cơ duyên? Trương Thiên Bảo thấy Nam Cung Thanh được chỉ điểm, vội vàng nói. Ngươi vào Vọng Cơ cẩn thận một chút là được, trong cánh cửa kia, ta cũng không thấy rõ là gì, nhưng cho hai ngươi hai đạo phù này, có thể bảo mệnh. Vô Cực nói xong, lấy đạo hoàng phù rất đơn giản ra, đưa cho Vọng Cơ và Trương Thiên Bảo. Chỉ là một tờ giấy vàng, thứ này có thể bảo mệnh được sao, Vô Cực sư tổ. Trương Thiên Bảo cầm lấy tờ giấy vàng ấm ức hỏi. Thông thường, hoàng phù là tu sĩ cấp thấp sử dụng, tuy là đạo nhân ngũ cấp cho, cũng sẽ không mạnh mấy. Đó là thần nông phù của thần nông tông bọn ta, nếu ngươi không muốn thì có thể cho Vọng Cơ sư huynh. Mạc Phàm nhìn thấy tờ giấy vàng kia, trong mắt lại hiện lên dị sắc, nói. Thần nông phù nhìn như một tờ giấy vàng, thực ra là giấy vàng kia cần da lông của yêu thú đại thừa trải qua 99 đạo thao tác tôi luyện theo trình tự mà thành. Chỉ riêng lá bùa đã đủ phiền phức như vậy, đủ để thấy đạo hoàng phù này chân quý cỡ nào. Hắn nhớ rõ lúc nhập môn sư phụ của hắn còn chưa có thần nông phù, là sau này hắn cho sư phụ hắn thi thể yêu thú đại thừa, lúc này sư phụ hắn mới luyện ra ba tấm thần nông phù. Hai tấm thần nông phù này, hắn không biết sư phụ hắn lấy đâu ra. Có thần nông phù ở đây, an toàn của Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo không là vấn đề. Cho dù bị giết chết, cũng có thể thông qua thần nông tái sinh thuật sống lại trạng thái trước khi chết. Nhưng mà, thần nông phù sao? Mắt Trương Thiên Bảo mở to, lại nhìn thần nông phù, vội vàng nhỏ một giọt máu, thu vào trong thức hải, như sợ có người cướp đi. Cảm ơn sư tổ ban thưởng, Thiên Bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ giúp sư thúc. Trương Thiên Bảo quỳ một gối trên đất, cúi đầu nói. Sao anh ta không biết thần nông phù được, là một trong những thần vật của thần nông tông? Hoàn toàn tương đương với cái mạng thứ hai. Thứ như vậy, sư tổ anh ta từng tìm thần nông tông cầu xin, những người khác cũng cầu xin rồi, nhưng không giành được tới tay. Mạc Phàm tức giận liếc Trương Thiên Bảo một cái, liền nhìn về phía sư phụ hắn, lo lắng xuất hiện trong mắt hắn. Sư phụ, ba đạo môn xuất hiện ở quê hương con khủng bố như vậy ạ, rốt cuộc bên trong là gì? Sư phụ hắn biết cửa địa ngục không kỳ lạ. Nhưng vậy mà ban thưởng cho Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo thần nông phù hộ thân. Hắn suy đoán, cửa địa ngục hẳn là một thế lực nào đó trên địa cầu phóng thích ra, đám Vọng Cơ sư huynh có thể thu phục một cách dễ dàng. Xem ra không đơn giản như vậy. Trong cửa là gì ta cũng không biết, vẫn nên cẩn thận thì hơn, nếu sau khi con trở về, ba cánh cửa kia còn chưa diệt trừ được, con cũng phải cẩn thận một chút, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, khác với trước kia rồi. Vô Cực lắc đầu nói. Dạ, sư phụ. Mạc Phàm gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm trọng. Ba cánh cửa kia, hình như thật sự không đơn giản. Chuyện ba cánh cửa con đừng quan tâm, ba cánh cửa kia sâu không lường được, nhưng chưa tới mức là gió bão, con chuyên tâm ứng phó đại bỉ, Long Ngạo Thiên mạnh hơn con ba phần, gặp được Long Ngạo Thiên con phải cẩn thận một chút, có một số việc không dễ dàng thay đổi như vậy, ta còn một đạo thần nông phù, con cầm đi. Vô Cực lấy một đạo thần nông phù ra. Đưa cho Mạc Phàm. Sư phụ, con. Mạc Phàm nhìn đạo thần nông phù thứ ba, vẻ mặt ngây ngốc. Bên bản thể có việc, ta đi trước, vấn đề của con đợi lần sau gặp mặt lại nói. Vô Cực như nhìn thấu tâm tư của Mạc Phàm, nói. Dạ, sư phụ. Mạc Phàm thấy sư phụ không chịu nói, đành phải thôi. Vô Phong sư đệ,
chuyện ở đây giao cho đệ rồi. Vô Cực nhìn về phía Vô Phong, nói. Sư huynh yên tâm đi. Vô Phong thản nhiên nói. Vô Cực khẽ gật đầu, thân thể trực tiếp tan ra. Vọng Cơ, các con và Thiên Bảo đi thôi, ba ngọc phù này mọi người cầm lấy, phải cẩn thận, thế gian chưa chắc an toàn như ở tu chân giới, thực lực của con mạnh, chiếu cố hai bọn họ một chút. Vô Phong lấy ba ngọc phù có khắc chữ trấn ra, đưa cho đám Vọng Cơ nói. Dạ, sư phụ. Vọng Cơ nhận ngọc phù có chữ trấn, nói. Mạc sư huynh, huynh cũng phải cẩn thận. Vẻ mặt Nam Cung Thanh lo lắng, nói. Cô am hiểu thiên mệnh huyền thuật, tạo hóa chúng sinh thuật của tạo hóa môn mà cô học cũng liên quan tới thiên mệnh, nhưng không thể tính được mệnh của Mạc Phàm. Lần trước cô định tính giúp Mạc Phàm một phen, ói ra 9 lượng máu mới dừng lại, dù vậy vẫn không thể tính ra được. Yên tâm đi, Nam Cung sư muội, ta không chết được, muội đừng quên tới Mạc gia trước, hẳn là nơi đó có gì đang đợi muội. Mạc Phàm cười khẽ nói. Được. Nam Cung Thanh cố gắng nở nụ cười vui vẻ, rời đi với Vọng Cơ và Trương Thiên Bảo. Tại chỗ, chỉ còn lại Mạc Phàm và Vô Phong. Trở về rồi nói. Vô Phong vung tay lên, trực tiếp đến trước phủ đệ bọn họ cư trú. Bọn họ vừa mới đến, Vô Ngần và Lam Dương nhoáng lên một cái, cũng xuất hiện trong phòng. Vô Phong sư đệ, cuối cùng đệ cũng trở lại, lần này có thu hoạch gì không? Vô Ngần vuốt râu, cười hỏi. Đa tạ Vô Ngần sư huynh quan tâm, coi như thuận lợi, mấy ngày nay làm phiền Vô Ngần sư huynh rồi, Vô Phong thản nhiên nói. Đâu có, chuyện này là cần phải vậy. Vô Ngần cười nhạt nói. Vô Ngần sư huynh ngồi đi, có một số việc muốn nhắc nhở mọi người. Vô Phong không khách sáo với Vô Ngần, đi thẳng vào vấn đề. Vô Ngần nheo mắt, thu lại tươi cười trên mặt, ngồi một bên. Trong phòng, bầu không khí áp lực lập tức xuất hiện. Lam Dương, nếu bây giờ cho con từ bỏ Đại Bỉ, con có ý kiến gì? Vô Phong liếc mắt nhìn Lam Dương một cái, hỏi. Ba bọn họ cùng đả thương Long Tại Uyên, đã đoạn tuyệt hoàn toàn với Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm kém Long Ngạo Thiên 3 phần, Vọng Cơ kém Long Ngạo Thiên 5 phần, nhưng Vọng Cơ đã rời đi, sẽ không tham gia Đại Bỉ. Thực lực của Lam Dương mạnh hơn ông dự đoán một chút, nhưng gặp Long Ngạo Thiên, ngay cả cơ hội chịu thua cũng không có. Nhưng từ bỏ hay không vẫn phải hỏi ý Lam Dương. Nếu ông ép Lam Dương từ bỏ, với hiểu biết của ông đối với Lam Dương chắc chắn sẽ nghe, nhưng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới con đường sau này của Lam Dương. Vô Phong sư đệ, có nguy hiểm như vậy sao? Sắc mặt Vô Ngần thay đổi, hỏi. Long Tại Uyên muốn ra tay phế Tiểu Phàm và Vọng Cơ, trưởng môn sư huynh, Vô Địch sư huynh và ta mới làm Long Tại Uyên bị thương nặng. Vô Phong thản nhiên nói. Cái gì? Vẻ mặt Vô Ngần ngẩn ra, đôi mắt khẽ đảo. Ông cảm nhận được dao động năng lượng, chỉ là không ngờ sẽ tới nước này. Như vậy thì thật sự phiền phức rồi. Chỉ là ông không thể quyết định thay Lam Dương, chỉ nhìn về phía Lam Dương. Sư thúc, nhất định phải như vậy sao, so với từ bỏ, con muốn thử một lần, ít nhất cũng có thể chia sẻ chút áp lực với Mạc sư đệ. Lam Dương do dự một lát, nói. Nếu chỉ có mình Mạc Phàm thật sự gặp nguy hiểm rồi. Như vậy con có khả năng trở thành mục tiêu tấn công của Long Ngạo Thiên thậm chí là đệ tử tông môn khác, con phải nghĩ cho kỹ, cho dù con có thể sống lại, nhưng sẽ ảnh hưởng tới con đường tu luyện sau này của con. Vô Phong nói tiếp, có rất nhiều phương pháp khiến tu sĩ sống lại, nhưng ngoại trừ thần nông phù, phục hòa thuật một phương pháp rất hiếm thấy ra, còn lại sẽ dẫn tới ảnh hưởng. Gần như là một lần tử vong, đại biểu cho thất bại. Dựa vào Vô Địch sư phụ của Lam Dương để nói, ông thất bại quá nhiều lần, nhưng vẫn còn sống, mới có thiên phú hiện giờ. Vậy cũng không có vấn đề gì, ít nhất là thử một lần, mong sư thúc thành toàn. Lam Dương bình tĩnh nói. Vô Phong nhíu mày, không nói gì. Lam Dương cố ý như vậy, ông cũng không có biện pháp. Ở một bên, sắc mặt Mạc Phàm cũng thay đổi. Hắn do dự một lát, lấy thần nông phù sư phụ cho ra. Nếu Lam Dương sư huynh cố chấp tham gia đại bỉ, vậy huynh mau luyện hóa thứ này đi. Thần nông phù vừa được lấy ra, phản ứng của Vô Phong coi như bình thường, chỉ hơi nhíu mày. Vô Ngần và Lam Dương thì sửng sốt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thần nông tông dựa vào thứ này thành danh, sao bọn họ có thể không biết? Nhất là Vô Ngần, lúc trước Lam gia bọn họ có một tấm thần nông phù, nhưng được dùng rồi. Thứ này tương đương với bán tiên khí, còn là vật phẩm chỉ dùng được một lần. Thần nông tông chỉ có trưởng môn các thế hệ, mới biết phương pháp luyện chế.
nhưng theo ông biết, trước khi vô cực sư huynh rời khỏi thần nông tông còn chưa có thần nông phù. Nếu có thứ này, trái lại không có gì phải lo lắng. Mạc sư đệ, thứ này đệ nên cầm thì hơn. Dị sắc trong mắt Lam Dương biến mất, nói. Hấp dẫn của thần nông phù không thể nói không lớn, nhưng Mạc Phàm càng nguy hiểm hơn anh ta. Ngoài ra anh ta tiếp tục tham gia đại bỉ là không muốn nợ Mạc Phàm quá nhiều thứ. Nếu nhận thứ này, lại nợ Mạc Phàm một ân tình. Phải biết rằng đây là một kiện bán tiên khí duy nhất. Ta không dùng đến thứ này, nếu Lam Dương sư huynh chia sẻ áp lực vì ta, nên nhận thứ này. Mạc Phàm cười nhạt nói. Chuyện này. Lam Dương do dự một lát, nhìn về phía Vô Phong. Đôi mắt Vô Phong khẽ đảo, lập tức khôi phục như thường. Tiểu Phàm, thực lực của con kém hơn Long Ngạo Thiên 3 phần, con có mấy phần nắm chắc thắng Long Ngạo Thiên? Hai người thi đấu, thực lực là một chuyện, còn nhân tố khác ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Tối đa là 60%. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Thực lực của Long Ngạo Thiên cao hơn hắn nghĩ một chút, huyết mạch hồng liên của hắn gần như không có hiệu quả đối với Long Ngạo Thiên, chỉ làm suy yếu thực lực của anh ta. Không chỉ như vậy, một số bí pháp và thần kỹ của hắn không thể sử dụng ở đại bỉ. Trên đại bỉ có 100 tông môn tham gia, cũng có trên 100 tông môn quan sát. Một khi bị phát hiện, cho dù hắn giết được Long Ngạo Thiên, sau đó cũng không dễ giải thích. Nói thẳng ra là thực lực của hắn bị hạn chế không ít, Long Ngạo Thiên mạnh hơn hắn dự đoán một ít. Tất cả những thứ hắn chuẩn bị, chỉ sợ cũng cân sức ngang tài với Long Ngạo Thiên. 60% đã không ít, Lam Dương, con nhận thần nông phù đi, đến lúc đó con cố gắng đi về trước, đừng làm nhục tên tuổi của sư phụ con. Vô Phong thở phào nói. Dạ, sư thúc. Lam Dương do dự một lát, vẫn nhận thần nông phù. Tiểu Phàm, con cũng phải cẩn thận, lộ trình đại bỉ còn chưa công bố, không biết trên đại bỉ sẽ có biến cố gì, 60% không hề cao, một biến hóa bất kỳ, đều có khả năng biến 60% của con thành 30%, 40%. Vô Phong dặn dò. Sư thúc yên tâm, con đã có tính toán rồi. Mạc Phàm nheo mắt, không tự chủ được liếc ra ngoài. Hắn đợi khổ sở một năm, chính vì thời khắc này. Sao hắn có thể lơ là? Lần này, Long Ngạo Thiên, phải chết. Mạc Phàm tạm biệt Vô Phong, trở lại phòng mình, một đêm không có chuyện gì. Một ngày sau, trên đỉnh xạ Nhật Sơn. Cả đỉnh núi giống như bị người ta dùng một kiếm tiêu diệt, đài cao 100 mét được dựng trên đỉnh núi. Trên đài cao, một số cái bàn được xếp thành 2 hàng, ngồi ở vị trí chính giữa là Vô Trần trưởng môn của đạo môn. Bên trái là Vô Phong. Một số môn phái và gia tộc như Thánh Môn, Bạch Gia. Đối diện là Long Tại Uyên của Ngạo Nhật Sơn Tông và một số tông môn. Từng lá cờ to đại diện cho các tông môn, đứng phía sau đám Vô Phong, đón gió phấp phới. Phía dưới đài cao, Mạc Phàm và Lam Dương cùng đám người tham gia đại bỉ xếp thành 2 đội. Bên cạnh, hai bên khán đài là một số người tới quan sát đại bỉ. Trên cả đỉnh núi, đều lộ ra sát khí nồng đậm. Đại bỉ 100 năm mới có 1 lần. Không chỉ vì tông môn và gia tộc tranh danh dự ở tu chân giới, còn đạt được nhiều thứ. Mỗi lần diễn ra đại bỉ, tất cả tông môn đều dốc hết toàn lực. Theo tiếng trống giống như đến từ man hoang chi địa, trận pháp chậm rãi dâng lên từ 4 phía đỉnh núi, bao trọn đỉnh núi ở bên trong, trên đài cao, Long Tại Uyên bưng chén rượu lên cười khẽ. Vô Trần, cuối cùng đại bỉ cũng bắt đầu, lần này đạo môn ngươi chuẩn bị so thế nào thế? Đại bỉ đều dùng võ đấu làm chủ. Phương thức mỗi lần đại bỉ đều do tông môn tổ chức định, cho nên gần như mỗi lần đều khác nhau, nhưng khác biệt rất nhỏ, phía trước đều là loại lượng lớn, phía sau là lấy lôi đài làm chủ. Long sư huynh yên tâm một chút chớ nóng vội, người lập tức sẽ biết thôi. Vẻ mặt Vô Trần lạnh nhạt, liếc mắt ra hiệu với một đệ tử vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh. Đệ tử kia khẽ gật đầu với Vô Trần, đi tới bên cạnh đài cao. Anh ta lấy một quyển trục từ trong túi áo ra, ném lên không trung. Quyển trục này đón gió mà trướng ra, thổi về phía bầu trời. Rất nhanh, quyển trục cỡ cánh tay đứa bé biến thành 100 mét, một đám văn tự màu vàng sáng lên bên trên, mọi người lập tức nhìn về phía quyển trục. Trên quyển trục không có nhiều chữ lắm, nhưng giải thích tường tận quy tắc của đại bỉ. Dựa theo quyển trục, có 200 người tham gia đại bỉ, được chia ra làm 4 vùng, tiến vào trong 4 truyền tống môn khác nhau. 4 truyền tống môn này thông tới 4 phía đông tây nam bắc của ma vực. 4 phương hướng này là vùng đất của đạo môn, bình thường để đệ tử đạo môn rèn luyện, tương đối an toàn, nhưng chỉ là tương đối.
bên trong có số lượng ma tộc nhất định, mỗi một ma tộc đều có thực lực tương đương với hóa thần kỳ. Trong bốn khu vực này, nếu bị tử vong sẽ được lập tức truyền tống ra. Bị truyền tống ra, có ý nghĩa là thất bại, bị truyền tống ra càng sớm, thứ tự càng thấp. Thời gian ở bên trong là một canh giờ, trong vòng một canh giờ này, khu vực này sẽ càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi trong mỗi khu vực chỉ còn lại 5 người mới thôi. 5 người còn lại, thăng cấp trận đấu tiếp theo. Còn thứ tự của 5 người, được phán định thông qua giết số lượng ma tộc. Đứng đầu phía đông tiến hành cuộc đua tiếp theo với thứ 5 phía tây, những người khác suy theo thứ tự. Cuối cùng còn lại 10 người, người cùng phía có thể khiêu chiến với người đứng đầu, xác định thứ tự cuối cùng. Sau đó thứ nhất phía đông tây đấu với thứ nhất phía nam bắc, người thắng thứ nhất, thua thứ hai một phía, những thứ hạng khác cũng vậy, cứ thế sắp xếp thứ tự tông môn. Mỗi tông môn có 2 người tham gia đại bỉ sẽ lấy người có thành tích tốt nhất, nếu thứ tự trùng nhau, sẽ suy xét tiến hành loại thứ tự của một người khác. Ngoài ra trong ma vực, không cho tranh đấu. Thú vị! Xem xong quyển trục, Long Tại Uyên khẽ nhướn mày, cười mỉa nói. Ma vực vì cất giấu bí mật của ma vương, đạo môn vẫn không chịu mở ra, nhất là đệ tử ngoài tông môn, gần như không thể đi vào. Bạch Khởi trả giá không ít, lúc này mới có thể tiến vào ma vực. Càng thú vị chính là, sàng lọc vòng 3, không phải thứ nhất và thứ nhất đấu với nhau ra người đứng đầu đại bỉ, mà là thêm thi đấu khiêu chiến. Quá trình này quả thật cho 4 người sau một cơ hội, nhưng đối với ông ta mà nói, là cho Long Ngạo Thiên cơ hội giết thêm một người. Chư vị, quy tắc đại bỉ lần này, mọi người có ý kiến không? Vô Trần không để ý tới Long Tại Uyên, đứng dậy hỏi. Vô Trần, trong vòng thứ 3, người đứng đầu có thể khiêu chiến tuyển thủ thứ tự cùng phía không? Long Tại Uyên hỏi. Nếu có thể, cho dù người cùng tổ Long Ngạo Thiên không muốn khiêu chiến với Long Ngạo Thiên cũng có thể xử lý toàn bộ. Chuyện này quan trọng sao? Vô Phong nhíu mày, nói. Đại bỉ ấy à, không phải vì rèn luyện lẫn nhau sao, nhất là vị trí top 10, ta cảm thấy vẫn rất quan trọng, như vậy các ngươi cũng có thêm một ít cơ hội. Long Tại Uyên mỉm cười nói. Chuyện này, chư vị thấy thế nào? Vô Trần quay đầu nhìn mọi người đang ngồi nói. Ý đồ của Long Tại Uyên không cần phải nói, nhưng vẫn phải nghe ý kiến của mọi người thì hơn. Theo Long Tại Uyên cũng không sao. Vẻ mặt Vô Phong không đổi, nói. Ta cũng thấy vậy, nhưng có cầu muốn sửa một phen, như vậy không phải là có thêm một số cơ hội đối với bọn ta, đối với Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi cũng như vậy, đừng nói chuyện ngạo mạn như thế, tránh để đến vòng 3 sẽ bị mất mặt. Bạch Khởi nửa nằm trên vị trí, cười nói. Vậy sao, vậy chúng ta mỏi mắt chờ mong. Long Tại Uyên không tức giận, cười nói. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy thì sửa quy tắc vòng 3. Thứ nhất có thể có 2 lần khiêu chiến thứ tự thấp, thứ hai chỉ có 1 lần, người còn lại không có, như vậy được rồi chứ, Long Sư Huynh. Vô Trần thấy những người khác không có ý kiến, hỏi. Rất hợp lý, ta cảm thấy có thể bắt đầu rút thăm rồi. Long Tại Uyên cười nói. Chỉ có 2 lần cũng đủ rồi. Nếu đến lúc đó không ai khiêu chiến Long Ngạo Thiên, vậy giết chết 2 người rất mạnh là được, thứ tư và thứ năm tính là vận khí bọn họ tốt. Vô Trần khẽ gật đầu, khẽ lướt qua đám Mạc Phàm phía dưới đài. Mỗi người phóng ra một đạo khí tức của mình vào trong bảng đơn sẽ lập tức phân chia các ngươi truyền tống môn mình cần phải đi vào. Đám Mạc Phàm nghe thấy vậy, nhao nhao phóng đạo linh khí vào. Linh khí này vừa xuất hiện, liền bị quyển trục vĩ đại trong không trung khiên dẫn. Thổi về phía quyển trục. Trong lúc này, linh khí như mưa nhập vào trong quyển trục. Linh khí mới vào quyển trục, một chữ đông xuất hiện dưới chân Mạc Phàm. Đồng thời, 4 chữ đông tây nam bắc xuất hiện dưới chân những người khác. Long Ngạo Thiên là chữ bắc, Lam Dương là chữ nam, Bắc Ly Thu Nguyệt cũng là chữ nam. Chỉ trong phút chốc, 200 người tham gia đại bỉ đã được chia tổ xong, Long Ngạo Thiên đi tới bên cạnh Mạc Phàm và Lam Dương. Tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ, có thể sống lâu thêm một thời gian, nhưng vận khí của tên này không tốt như vậy đâu. Mạc Phàm ở phía đông, anh ta ở phía bắc, đến vòng cuối cùng mới gặp nhau. Nhưng Lam Dương thì không đơn giản như vậy, nếu vận khí của Lam Dương kém, vòng thứ hai Lam Dương sẽ gặp Long Ngạo Thiên, cho dù tránh thoát vòng 2, vòng 3 cũng chạy không thoát. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nghiêng đầu liếc Long Ngạo Thiên một cái. Ngươi ra tay với ai đều không có vấn đề gì. Lát nữa ngươi đều phải chết, lát nữa chúng ta gặp ở vòng cuối đi. Vậy sao, vậy ngươi phải đến được vòng cuối rồi hãy nói.
Long Ngạo Thiên cười lạnh lùng, thần niệm như thủy triều lan tràn ra xung quanh, một đoạn lời nói vang lên dưới đài. Giết chết đệ tử thần Nông Tông, gặp ta sẽ không chết. Ở đây, ngoại trừ Mạc Phàm ra, vẻ mặt tất cả người dự thi khác nhau, nhao nhao nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Không chỉ người tham gia đại bỉ, trên đài đám vô trần và người quan sát đại bỉ cũng là vẻ mặt khác nhau. Đại bỉ sắp bắt đầu, vậy mà Long Ngạo Thiên công khai muốn giết đệ tử thần Nông Tông, đây là muốn không đội trời chung với thần Nông Tông đây mà. Long Sư Huynh, như vậy không được hay lắm đâu. Vô Trần nhìn thoáng qua Vô Phong, lập tức hỏi Long Tại Uyên. Đại bỉ là vì để các tông môn dừng cướp đoạt vị trí, sản sinh tranh giành, nhưng lần này hỗn loạn rồi. Chuyện giữa tiểu bối, để bọn họ lăn qua lăn lại đi, ta không thấy có gì không tốt, những trưởng bối như chúng ta nhìn là được rồi, đây là các ngươi dạy ta, phải không, Vô Trần? Long Tại Uyên cười nói. Vô Trần nhíu mày, không nói gì thêm. Trái lại Vô Phong để chén trà xuống, nhìn thoáng qua dưới đài. Quả thật không có gì không tốt, chuyện của tiểu bối, để tiểu bối giải quyết đi, Vô Trần sư huynh, có thể bắt đầu chưa? Có thể. Vô Trần búng tay, một đạo quang mang bay về phía quyển trục trên bầu trời. Hào quang này mới biến mất vào trong quyển trục, trên quyển trục xuất hiện bốn chữ Đông Tây Nam Bắc, phía dưới bốn chữ là danh sách mỗi phía. Mỗi một cái tên xuất hiện phía trên, một ngọc phù sẽ rời khỏi quyển trục, chậm rãi bay về phía tay người kia. Không lâu sau, mọi người lấy được ngọc phù có thể hộ thân và thứ tự thống kê, giọng đệ tử đạo môn đứng trên đài cao vang lên. Mọi người tiến vào ma vực. Nghe vậy, không ít người cầm ngọc phù của mình, đi về phía truyền tống môn ở rìa bốn phía. Tiểu tử, sắp bắt đầu rồi, bây giờ rời đi còn kịp, Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Mạc Phàm không thèm nhìn Long Ngạo Thiên, rời mắt nhìn Lam Dương bên cạnh. Lam Dương sư huynh, huynh đi vào trước đi. Đến ma vực cẩn thận một chút, ngưng tụ ma y trước. Bên trong ma vực nguy hiểm nhất không chỉ có ma tộc, còn có ma khí. Một khi ma khí nhập thể, sẽ vô cùng phiền phức. Ma y có thể chuyển hóa ma khí không ổn định thành linh khí, như vậy mới có thể tùy ý hành tẩu trong ma vực. Mạc sư đệ yên tâm, chút thưởng thức ấy ta vẫn có, đệ cũng cẩn thận một chút. Lam Dương làm như không nghe thấy lời Long Ngạo Thiên nói, xoay người đi về phía truyền tống môn khắc chữ Nam. Mạc Phàm khẽ gật đầu, lúc này mới rời mắt nhìn Long Ngạo Thiên. Ta không cần những người khác giết ngươi, ta sẽ đích thân giết ngươi. Long Ngạo Thiên cảm thấy phát động những người khác thì có thể giết hắn à, nếu hắn yếu như vậy, đã không đi tới bây giờ. Còn nữa, những người khác muốn ra tay với thần Nông Tông ta, cứ việc đến, cứu trước đại bỉ và hứa hẹn của Long Ngạo Thiên với các ngươi ta đều tiếp, nhưng đến đây, đừng nghĩ tới chuyện trốn. Mạc Phàm lại nói tiếp. Đại bỉ lần này, hắn nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị, còn lại chỉ là thi triển quyền cước. Nói xong, hắn đi về phía truyền tống môn ở phía đông. Cả đỉnh núi, không ít người lập tức sửng sốt. Sắc mặt Long Ngạo Thiên và Long Tại Uyên khó coi. So với Long Ngạo Thiên, Mạc Phàm bá đạo và cương trực hơn nhiều. Rõ ràng là Ngạo Nhật Sơn Tông là tông môn am hiểu sát phạt, chinh chiến, nhưng sử dụng nhiều âm mưu quỷ kế. Mạc Phàm thì ngược lại. Đệ tử của một tông môn y tiên, lại phách giả hoành lan, khiến người ta cảm thấy có khí khái nhất phu đương quan, vạn phu bất bại. Đợi xem. Trong mắt Long Ngạo Thiên hiện lên hung quang, đi vào truyền tống môn theo. Chỉ sau một chén trà nhỏ, trên đài không còn một bóng người, toàn bộ biến mất trong truyền tống môn. Truyền tống môn nhoáng lên một cái, nhưng gương ở bốn phía, chiếu toàn bộ bên trong ma vực. Đại bỉ chính thức bắt đầu. Bên trong ma vực. Mạc Phàm mới thông qua truyền tống môn, liền đến một sơn cốc. Hắn mới xuất hiện, ma khí huyết sắc như tìm được cửa phát tiết, chui vào trong cơ thể hắn như điên rồi. Mạc Phàm không ngưng kết ma y, chỉ viễn chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, ma khí huyết sắc ở trong cơ thể hắn không thể tạo nên sóng gió gì, trực tiếp bị luyện hóa thành linh khí tinh thần, nhập vào trong cơ thể hắn. Ma khí có uy hiếp với tu sĩ khác, nhưng không có vấn đề gì đối với hắn. Bá đạo của cửu chuyển hỗn nguyên công là có thể khiến hắn luyện hóa ma khí một cách dễ dàng. Hắn vừa luyện hóa ma khí, vừa nhìn xung quanh. Bầu trời màu máu, mặt trời thì trắng bệch, nhìn như con mắt cá chết, khắp nơi đều là huyết tinh, bực bội, khí tức hỗn loạn, thỉnh thoảng có vài tiếng dã thú giống thở dốc vang lên, khiến người ta bất an và bực bội. Hắn từng tới ma vực của đạo môn rồi, trái lại nơi này không có biến hóa gì so với kiếp trước. Hắn nhìn xung quanh một vòng,
lập tức đi về phía đông. Thứ tự trước năm, là dùng liệp sát số lượng ma tộc để tính, vẫn nên đi giết mấy ma tộc thì hơn. Hắn còn chưa đi xa, vài tiếng vù 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 vang lên, mười mấy nhân ảnh nhoáng lên một cái đến xung quanh Mạc Phàm, vây Mạc Phàm lại. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người này một cái, trên mặt không có chút gợn sóng. Là đi ngang qua, hay muốn ra tay với ta? Đại bỉ lần trước, đệ tử thần nông tông giết cha ta, ngươi cảm thấy ta đi ngang qua, hay là muốn ra tay với ngươi? Một nam tử áo trắng nhíu mày, lạnh lùng nói. Các ngươi cũng vậy sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua những người khác, hỏi. Hắn dự đoán sẽ có người báo thù lúc trước, nhưng đại bỉ lần trước đệ tử của thần nông tông cũng không giết quá nhiều người. Bọn ta sao? Mấy người còn lại nhìn thoáng qua nhau, đều cười. Bọn ta không nắm chắc sống sót trong tay Long Ngạo Thiên, nhưng muốn thử xem có thể đối phó ngươi hay không. Còn nữa, quan hệ giữa bọn ta và Ngạo Nhật Sơn Tông không tệ lắm, chỉ có thể ra tay với ngươi mà thôi. Một nam tử tóc dài áo trắng cười mỉa nói. Tiểu tử, thức thời mà nói, tự mình bóp ngọc phù, cút ra khỏi chỗ này, để khỏi phải chết ở đây. Một người khác nói. Tuy những người khác không nói gì, nhưng trong mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy bất thiện. Nếu kết quả đại bỉ không sửa, bọn họ sẽ không đi gây sự với Mạc Phàm, thời gian chỉ có một canh giờ, đối phó Y Tiên là lãng phí thời gian. Nhưng hiện giờ, Y Tiên tương đương với một phế nhân, một khi sử dụng y thuật khôi phục thì tương đương không tuân theo quy định. A, à, Mạc Phàm khẽ gật đầu, rút cửu tinh ra nhìn về phía Mạc Phàm. Các ngươi đừng nói nhiều với ta như vậy. Chỉ cần nói là chiến hay đi ngang qua được rồi. Những người này có lý do đứng về phía đối diện hắn, hắn không có một chút hứng thú, hắn chỉ muốn biết là chiến hay trùng hợp tới đây. Xem ra ngươi không muốn chịu thua cút ra khỏi ma vực, muốn tìm cái chết rồi. Nam tử tóc bạc nhíu mày hỏi. Bọn họ có mười mấy người, tập hợp hơn một phần ba người ở khu này. Cho dù Mạc Phàm có thực lực tương đương với Long Ngạo Thiên, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Các ngươi sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám người một cái, lắc đầu cười. Muốn giết chết ta, còn kém xa. Vậy sao, vậy ta muốn xem lần này thần nông tông tìm được nhân vật lợi hại gì, mà khẩu khí lớn như vậy. Nam tử tóc bạc hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay được rút ra khỏi vỏ. Vô tình. Hai chữ vang lên, tại chỗ đã không có bóng dáng của nam tử tóc bạc. Nhưng mà... răng rắc, một đạo lôi vang lên trên trời quang. Như một đạo điện quang bỗng nhiên từ trên trời hàng lâm, chém về phía đầu Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt, liền đến đỉnh đầu Mạc Phàm. Trong điện quang, hai tay nam tử tóc bạc nắm trường kiếm, đâm về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Nhanh như bôn lôi, mãnh như cuồng long. Một kiếm này còn chưa đâm trúng đầu Mạc Phàm, không gian xung quanh và ma khí huyết sắc trong không gian đều vỡ toàn bộ. Trường kiếm sắp đâm về phía Mạc Phàm. Cơ thể Mạc Phàm hơi nghiêng, biến mất tại chỗ. Trường kiếm của nam tử tóc bạc lập tức chém hụt, đâm vào chỗ Mạc Phàm vừa rồi. Rầm, một tiếng đinh tai nhức óc bùng nổ, ma thạch cứng rắn trên mặt đất có thể so với tinh hàn thiết lập tức nứt toác, hình thành một cái hố to với đường kính hơn 10 mét. Xung quanh đều là thiên tài của các tông môn, nhìn thấy một kiếm này của nam tử tóc bạc, cũng thổn thức. Một kiếm như vậy, nếu đâm trúng đỉnh đầu của Mạc Phàm, kết quả thế nào có thể nghĩ được? Nếu đổi thành bọn họ, kết cục cũng có thể tưởng tượng được. Chạy rất nhanh đó, nhìn xem ngươi có thể chạy thoát mấy lần. Nam tử tóc bạc cười lạnh lùng, chậm rãi rút trường kiếm ra, để trường kiếm ở sau lưng, hào quang trên trường kiếm nhoáng lên một cái, lại đuổi giết Mạc Phàm lần nữa. Đúng lúc này, giọng Mạc Phàm vang lên phía sau nam tử tóc bạc. Trốn, chỉ là kiếm của ngươi không đủ nhanh mà thôi, ăn một kiếm của ta đi. Sắc mặt nam tử tóc bạc thay đổi, mồ hôi chảy từ trán anh ta xuống. Tốc độ của Mạc Phàm cũng quá nhanh rồi, vừa rồi Mạc Phàm còn ở ngay trước mắt anh ta, hiện giờ đã quay về chỗ cũ. Khi anh ta khiếp sợ, trường kiếm trong tay không chút do dự chém ngược về sau. Phía sau nam tử tóc bạc, Mạc Phàm nắm cửu tinh trong tay, linh khí chút vào bên trong, 9 ngôi sao trên cửu tinh sáng lên toàn bộ, cửu tinh xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ trong không trung, giống như gió thu quét lá rụng chém về phía nam tử tóc bạc. Keng! Cửu tinh và trường kiếm của nam tử tóc bạc chạm nhau, điện quang lóe lên. Nhưng chỉ trong phút chốc, 9 ngôi sao trên cửu tinh lại đột nhiên sáng toàn bộ. Quang mang của 9 ngôi sao giống như ngôi sao nổ mạnh, nuốt hết điện quang trên trường kiếm của nam tử tóc bạc. Rầm, một tiếng thật lớn, nam tử tóc bạc kêu lên đau đớn,
giống như sao băng bay về phía xa, mãi đến khi đụng vào một ngọn núi ở xa, lúc này mới dừng lại, không rõ sinh tử. Đồng thời, trên bầu trời xạ Nhật Sơn, trên quyển trục vĩ đại kia, phía dưới chữ Đông, cái tên tuyệt tình của Vô Tình Kiếm phái lập tức biến thành màu xám, bên cạnh xuất hiện con số 169. Trên đài cao, sắc mặt một nam tử khó coi. Bên trong ma vực phía đông, những người đó thấy Tuyệt Tình bị một kiếm của Mạc Phàm giải quyết, sắc mặt thay đổi. Tuyệt Tình là người mạnh trong đám bọn họ, tuy chưa chắc lấy được vị trí top 5, nhưng trước 15 vẫn có thể, bị một kiếm của Mạc Phàm giải quyết như vậy, Mạc Phàm này có phần quá mạnh rồi. Không ít người khẽ đảo mắt, lùi về sau theo bản năng. Một kiếm của Mạc Phàm giải quyết Tuyệt Tình, thực lực có chút vượt tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ muốn giải quyết Mạc Phàm theo lời Long Ngạo Thiên nói, cũng cần phải lấy được thứ tự cao cho môn phái nhà mình trước hãy nói. Giống như Tuyệt Tình, vốn có hy vọng ở trong danh sách 100, thậm chí là 50, hiện giờ nằm ngoài 100, trở về không chết cũng không có trái cây ngon để ăn. Một kiếm của Mạc Phàm kết thúc, không quan tâm những người đó rời đi hoặc ở lại. Ý niệm của hắn vừa động, một hư ảnh trên người hắn phóng lên trời, chỉ trong chớp mắt, liền biến thành cao 100 mét. Giống như một cự thần nhìn cả ma vực phía đông. Xung quanh, những người bị thần hồn Mạc Phàm hiển hóa ra nhìn chăm chú, sắc mặt khó coi. Mạc Phàm vẫn không để ý những người này, một câu truyền từ thần hồn của hắn ra. Muốn đấu với ta, cứ việc tới, đây là cơ hội duy nhất của các ngươi, ta sẽ ở đây đợi các ngươi, lần này không đến, nếu còn dám ra tay với ta, giết. Những người này tuyệt đối không phải tất cả muốn tìm hắn gây phiền phức, thay vì để bọn họ tìm tới từng đợt. Không bằng dẫn toàn bộ tới, sau đó một lưới bắt hết bọn họ. Giọng nói không tính là quá vang dội, nhưng truyền khắp ma vực phía đông. Bên trong ma vực phía đông, ngoại trừ người dự thi quanh Mạc Phàm, những người khác đều nhìn về phía Mạc Phàm đang ở. Tiểu tử này càn rỡ thật. Một nữ tử đang đối phó ma tộc nhíu mày nói. Cô ta còn chưa kịp đi tìm Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm tự mình lộ ra hành tung. Nếu đổi lại là cô ta, tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc như thế. Lúc này, có thể nấp được bao lâu thì bấy lâu. Mạc Phàm làm như vậy, rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Nữ tử này nắm lấy một ma tộc, bàn tay trắng nõn dùng lực, cơ thể khổng lồ của ma tộc to hơn cô ta gấp mấy lần trực tiếp nứt vụn, chỉ để lại một thẻ gỗ rơi trên đất. Cô ta nắm lấy thẻ gỗ kia, chạy về phía Mạc Phàm. Ngoại trừ nữ tử này ra, lần lượt có những người khác tụ tập về chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể kêu hô với Long Ngạo Thiên. Còn bị Long Ngạo Thiên coi là cái đinh trong mắt, thực lực tuyệt đối không kém, dù sao con kiến không lọt nổi mắt xanh của Cự Long, có thể lọt vào mắt Cự Long chỉ có Cự Long. Hiện giờ Mạc Phàm đang tìm đường chết, giết hắn có thể ít đi một người trong top 5. Trước người Mạc Phàm, những người này vốn muốn nhân cơ hội rời đi, nghe thấy lời Mạc Phàm nói thì lập tức dừng bước. Mạc Phàm mạnh tới mấy, nếu bọn họ cùng ra tay, Mạc Phàm thập tử vô sinh, chỉ có một số người. Có khả năng hao tổn dưới tay Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm lại muốn tuyên chiến với những người khác. Tham Ngộ Gia Tăng đều là thế hệ thiên tài, đều có kiêu ngạo của mình. Mạc Phàm hung hãn như vậy, cho dù không phải toàn bộ đối phó Mạc Phàm, cũng hơn phân nửa, nhất là người kém một chút nhưng có hy vọng tiến vào top 5, Mạc Phàm là cơ hội của bọn họ. Trong lúc này, người định rời đi ở lại, xung quanh không ngừng có người xuất hiện ở chỗ Mạc Phàm, thậm chí còn có một số ma tộc bị hấp dẫn tới. Mỗi vùng ma vực không rộng, rất nhanh 50 người tham gia đại bỉ ở ma vực phía đông, chỉ còn 36 người. Những người này không vội vàng ra tay, lượn vòng xung quanh Mạc Phàm, toàn bộ như hổ rình mồi nhìn về phía Mạc Phàm. Trên một tảng đá to, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Nếu nơi này nếu không phải nghe Long Ngạo Thiên nói tới ra tay đối phó thần nông tông hắn, thì là không có hy vọng tiến vào top 5, hiện giờ hẳn là tới gần đủ rồi. Nhưng nhân số nhiều hơn hắn nghĩ nhiều. Cho dù là thần nông tông bọn họ hiện giờ, danh tiếng hẳn là không quá kém, vậy mà đến hơn 30 người. Mạc Phàm, người còn không chịu thua, đợi bọn ta ra tay à? Nam tử lúc trước mở miệng cười mỉa nói. Lúc trước có mười mấy người không đủ trấn nhiếp Mạc Phàm, nhưng bây giờ nhiều thêm gấp đôi, Mạc Phàm còn không cúi đầu. Mạc Phàm lắc đầu cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng. Ta cho ngươi ba chiêu. Ngươi có thể ra tay đầu tiên. Ngươi. Sắc mặt nam tử kia khó coi, ánh mắt âm tình bất định. Lúc này, người nào ra tay đầu tiên người đó chết, giống như Tuyệt Tình vừa rồi, anh ta không ngu như vậy. Ngươi không có can đảm này,
vậy mà có thể đại diện cho Trọng Dương Tông tham gia đại bỉ, xem ra thế hệ Trọng Dương Tông này của ngươi chỉ có thể dựa vào Lý Huyền Cơ Lý sư huynh chống đỡ rồi. Mạc Phàm thất vọng nói. Hắn không biết đệ tử này, nhưng toàn thân đệ tử này đều là tiên thiên Trọng Dương chi khí, chỉ có thể là người của Trọng Dương Tông. Trọng Dương Tông không phải một trong thập đại môn phái, nhưng thực lực cũng rất mạnh, còn tạo ra nhiều hạng người cương trực công chính. Đệ tử này mặc y phục và dùng công pháp của Trọng Dương Tông, nhưng đại đạo khác hoàn toàn với Trọng Dương Tông. Tiểu tử, người đừng có mà càn rỡ, người đã không muốn cút, có bản lĩnh thì người bỏ ngọc phù tùy thân ra, ta sẽ cho người biết những lời người mới nói ngu ngốc cỡ nào. Nam tử kia nhíu mày, tức giận nói. Mạc Phàm dám bỏ ngọc tùy thân ra, thì sẽ không được đưa ra khỏi ma vực, bọn họ có thể giết Mạc Phàm tùy ý. Không sai, có dũng khí bỏ ngọc phù không? Một mỹ nữ trong đó nói. Mạc Phàm cười khẽ, làm như không nghe thấy lời những đệ tử này nói, nhìn về phía khác. Các ngươi đại khái sẽ không lựa chọn ra tay trước. Người nào ra tay trước với hắn, sẽ có nguy hiểm bị loại, quả thật không lựa chọn ra tay trước thì hơn. Bọn ta sẽ không ra tay trước, nhưng ngươi đừng nghĩ tới có kết cục tốt. Nam tử kia nói. Lúc này không ai ra tay với hắn, nhưng vùng ma vực này sẽ càng ngày càng nhỏ. Đợi lát nữa sẽ có người không nhìn được ra tay, đợi coi là được. Các ngươi đã không ra tay với ta trước, vậy để ta đến, nhưng tốt nhất là các ngươi lấy ngọc phù tùy thân của mình ra, chuẩn bị rời khỏi ma vực bất cứ lúc nào, còn có khả năng không bị thương rời đi. Mạc Phàm lại nói tiếp. Hắn thu hồi cửu tinh, cơ thể lập tức phiêu lên, bay tới giữa hư ảnh sau lưng hắn, cửu chuyển hỗn nguyên công không giữ lại vận chuyển toàn lực, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Thiên ma biến, càn khôn động. Mấy chữ vang lên, một cái cối xay vĩ đại xuất hiện trên đỉnh hư ảnh. Cối xay chuyển động, ma khí trong ma vực phía đông lập tức tụ tập về phía hư ảnh Mạc Phàm huyễn hóa ra. Chỉ trong chớp mắt, ma khí trong 10 dặm xung quanh được Mạc Phàm lấy đi không còn gì. Hư ảnh phía sau Mạc Phàm cũng xảy ra biến hóa, lúc trước chỉ là một hư ảnh, toàn thân áo trắng, hiện giờ toàn thân là huyết giáp, cơ thể cao 100 mét cũng ngưng thực hơn nhiều, lộ ra khí tức chôn vùi, cuồng loạn khiến tim người ta đập nhanh. Trong tay hư ảnh, cũng xuất hiện thêm một thanh trường kiếm huyết sắc, hỏa diễm huyết sắc giấy lên trên hừng hực. Lần này xung quanh Mạc Phàm, bao gồm những người bất mãn về việc Mạc Phàm quá kiêu ngạo, sắc mặt toàn bộ thay đổi. Chuyện này. Bọn họ dốc sức vận chuyển công pháp, cũng có thể khiên dẫn không ít ma khí, nhưng không chỉ không có biện pháp lấy được nhiều như Mạc Phàm, cũng không thể để bọn họ sử dụng. Dù sao nếu không tu luyện ma công, sử dụng ma khí là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Chuyện này như một người bình thường, lại muốn dẫn lửa thiêu thân. Thực ra bọn họ rất tò mò, vì sao Mạc Phàm ngoại phóng thần hồn ra hư ảnh lớn như vậy, còn không tán đi, hiện giờ biết rõ rồi, hư ảnh này là vì đối phó bọn họ. Nhưng mà, hắn đây là, hắn tu luyện ma công sao? Có người cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Mạc Phàm truyền tới, ấp a ấp úng nói. Ma khí sẽ xâm nhập thần hồn, cho dù diễn thiên thần quyết của thần Nông Tông vô cùng huyền diệu. Cũng không thể tinh lọc thần hồn bị ma khí xâm nhập, nhất là nhiều ma khí như thế. Một khi thần hồn bị xâm nhiễm, vậy đợi bị tẩu hỏa nhập ma đi, chuyện này còn đáng sợ hơn dẫn ma khí nhập thể. Ma khí nhập thể, cùng lắm là khó luyện hóa, dẫn đến khí huyết hỗn loạn, ma khí nhập hồn, làm cho lòng người thay đổi lớn, trừ phi tu luyện ma công, nếu không không có khả năng dùng thần hồn của mình ngưng tụ ma thân. Đồng thời, không chỉ những đệ tử trong ma vực phía đông, không ít cao thủ của tông môn trên xạ Nhật Sơn cũng thay đổi sắc mặt. Không ít người vốn đã thấy rõ khu vực của mỗi nhà, nhưng Mạc Phàm lấy lực của bản thân khiêu chiến 36 đệ tử dự thi, sớm đã hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Nhưng nhìn thấy ma thân khổng lồ của Mạc Phàm, sắc mặt mọi người thay đổi. Đệ tử này, thật sự không đơn giản. Một kiếm vừa rồi của Mạc Phàm đánh bại Tuyệt Tình, đã rất có bản lĩnh, hiện giờ e rằng 36 đệ tử này đều gặp phải tao ương rồi. Có bao nhiêu ma khí, tương đương uy lực mạnh bấy nhiêu. Nếu là bên ngoài ma vực, ma thể của Mạc Phàm không có gì đáng sợ, nhưng trong ma vực không thể trốn, vậy thì khác rồi. Không gian ma vực có hạn, ma thể nổ mạnh tương đương bỏ thuốc nổ vào trong một chiếc hộp khóa kín, uy lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa bọn họ mới tiến vào không lâu, ma y rất yếu. Sắc mặt Long Tại Uyên cũng rất khó coi, 36 người tụ tập, ra tay Mạc Phàm không chết cũng bị thương. Nhưng bỗng nhiên Mạc Phàm tụ tập ma khí ở ma vực phía đông, vậy thì chưa chắc. Vô Phong,
vậy mà Thần Nông Tông các ngươi tìm một đệ tử ma đạo tới. Giọng Long Tại Uyên trầm thấp, nói với Vô Phong ở đối diện. Vô Phong làm như không nghe thấy, chỉ dùng trà, thỉnh thoảng nhìn ma vực chỗ Mạc Phàm và Lam Dương một cái, vốn không có ý trả lời. Lần này Long Tại Uyên lập tức xấu hổ tại chỗ. Được lắm, ta xem Thần Nông Tông ngươi có thể đi bao xa. Long Tại Uyên đập bàn nói, ánh mắt tiếp tục nhìn ma vực phía đông. Bên trong ma vực, cối xay trên đỉnh đầu Mạc Phàm chuyển động, tát cạn ma khí trong ma vực phía đông, ma diễm huyết sắc thiêu đốt hừng hực trên ma thể của hắn, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Cho dù là ma tộc ngoài ma vực phía đông, khu vực chưa đóng cửa, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Mạc Phàm, nhao nhao rời xa nơi này. Tuy đa số bọn họ thần trí không rõ, chỉ biết giết chóc, nhưng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Những ma tộc này mới bị Mạc Phàm hấp dẫn tới, lại càng trốn nhanh hơn. Bên trong ma thể, Mạc Phàm cảm nhận được ma khí đã rút đủ rồi, khóe miệng nhếch lên cười mỉa. Không phải cảm thấy y tiên chỉ có thể chữa bệnh cứu người sao, quy củ được sửa lại thì dễ bắt nạt, không phải giúp Long Ngạo Thiên đối phó Thần Nông Tông ta à, vậy phải thử lửa giận của Thần Nông Tông ta, một kiếm, chảm. Chữ chảm vừa vang lên, trong chớp mắt truyền khắp ma vực phía đông. Ngay sau đó, hai tay ma thân cao 100 mét nắm chặt ma kiếm huyết sắc, chậm rãi nhấc ma kiếm gần 100 mét lên. Ma kiếm vừa qua đầu ma thân, cổ tay của ma thân trầm xuống, thanh kiếm lập tức như tinh hà nhật hạ chạm trên đất rầm rầm. Cửu chuyển hỗn nguyên công ngưng tụ tới mức tận cùng và ma kiếm đột nhiên như 100 vạn tấn hỏa dược bị điểm cháy, chỉ trong phút chốc bùng nổ ra. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa bùng nổ, một quang cầu huyết sắc đủ để hủy thiên diệt địa lập tức lan tràn ra xung quanh. Không đợi uy lực của quang cầu huyết sắc triển khai hoàn toàn, ma thân khổng lồ sáng lên, nổ tung theo. Hai tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, ma kiếm nổ mạnh sản sinh quang cầu còn chưa lan tới mức tận cùng, trực tiếp bị dao động nổ mạnh của ma thân thôn phệ, một quang cầu lớn hơn nữa lấy tốc độ rất nhanh điên cuồng nhào ra xung quanh. Núi rừng xung quanh, trong chớp mắt bị quang cầu bao phủ, chôn vùi toàn bộ. Những đệ tử này còn chưa kịp chạy trốn, đã biến mất trong sóng ánh sáng. Một số đệ tử vội vàng kích hoạt ngọc phù tùy thân, nhưng mới kích hoạt, cũng bị sóng ánh sáng nuốt hết. Trong lúc này, cả ma vực phía đông giống như một căn nhà bị người ta lắc lư dữ dội, thiên diêu địa động, nhật nguyệt thất sắc. Tiếng nổ mạnh rằng có khoảng một phút, dư âm quang cầu nổ mạnh đánh vào trên hàng rào ở ma vực phía đông vài lần, lúc này mới dần bình ổn lại. Giữa nổ mạnh, chỗ Mạc Phàm, vốn là núi cao mọc lên như rừng, hiện giờ thành một vùng sơn cốc. Gần đó cũng bị nghiền nát, 10 dặm xung quanh không có một chỗ nào hoàn hảo. Bên ngoài 10 dặm, cũng không khá hơn chỗ nào, tất cả đều bừa bãi. Cả ma vực phía đông, cho dù là ma tộc hay tu sĩ không đi xem náo nhiệt, trong mắt nhìn về phía Mạc Phàm đều là kính sợ. Mạc Phàm vừa ra tay, đã điều động toàn bộ ma khí ở ma vực phía đông, cho dù bọn họ cách xa như vậy vẫn bị lan tới gần người như vậy không thể trêu chọc. Mạc Phàm có thể làm một lần, còn có thể làm lần hai. Vốn có người định đọ sức với Mạc Phàm, đoạt thứ hạng đầu. Chỉ lấy được thứ nhất, sau này mới dễ chịu hơn một chút. Nhưng hiện giờ đều từ bỏ. Cùng lúc đó, ở xã Nhật Sơn, sắc mặt cao thủ những tông môn này thay đổi. Mạc Phàm ra tay, phía sau tên 33 người trên quyên trục trong không trung xuất hiện thứ hạng, còn 3 người chưa ra ngoài, e rằng cũng không khá hơn chỗ nào. Tuy làm được ở nơi có điều kiện đặc biệt như ma vực, chém 33 người, nhưng cũng đủ chứng minh năng lực của Mạc Phàm, đổi lại là những người khác cho dù nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối không tạo ra động tĩnh lớn tới vậy, càng không nói chém 33 cao thủ. Giữa ma vực, trên không hố sâu, Mạc Phàm trôi nổi ở trên không trung, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa. Ở phía xa, 3 người toàn thân huyết nhục mơ hồ, không khác gì một pho tượng huyết khô lâu lắm, hoàn toàn không nhìn ra hình người, càng không biết là môn phái nào. 3 người này bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, vẻ mặt thay đổi, vội vàng lấy ngọc phù ra. 3 bọn họ có thực lực rất mạnh trong đám người, không dễ dàng gì mới chống đỡ được trùng kích của ma khí nổ mạnh, lúc này Mạc Phàm giết bọn họ rất dễ, không khác gì giết con chó. Mạc Phàm chỉ liếc mắt nhìn 3 người một cái, liền thu hồi hư ảnh thần hồn. Hắn lấy ngọc phù tùy thân ra, tạo một pháp ấn đánh vào bên trong. Gần đó, một thẻ bài rơi từ người ma tộc xuống lập tức sáng lên. Tuy những ma tộc đã chạy ngay từ đầu, nhưng có một số vẫn chạy quá chậm. Mạc Phàm vươn một tay khác, những thẻ gỗ này lập tức bay về phía tay hắn.
chỉ trong phút chốc, đã có 30 tấm thẻ bay về phía hắn. Hắn cất những tấm thẻ này, nhìn về phía cửa vào ma vực. Vô Trần sư thúc, ma vực phía đông hẳn là con đứng đầu, còn tiếp tục nữa không? Trong ma vực này có tổng cộng 50 ma tộc, trong tay hắn có 30 thẻ gỗ, chỉ cần không ai khiêu chiến với hắn, hắn sẽ đứng nhất. Động tĩnh như vậy là đủ, hắn không cần tiếp tục ở trong ma vực nữa. Bên trong ma vực có suy nghĩ thăm dò nơi khác, còn có cơ duyên không nhỏ, nhưng không phải là nơi nên đi hiện giờ, bên ngoài có nhiều người nhìn như vậy, hắn không đi được, cũng không lấy được. Như vậy vẫn nên ra ngoài thì hơn. Bên ngoài ma vực, Vô Trần nhìn một vòng xung quanh. Chư vị, ta cảm thấy không có vấn đề gì, các ngươi có ý kiến gì không? Những người khác do dự một lát, nhao nhao lắc đầu. Mạc Phàm vừa đưa ra 33 người, hơn nữa không tiêu hao bao nhiêu, để hắn tiếp tục ở bên trong, không có ai là đối thủ của hắn, chỉ làm tăng thêm thương vong, vẫn nên để hắn ra ngoài thì hơn. Ma Vân Tông ta không có ý kiến. Long Sư Huynh thì sao? Vô Trần nhìn thoáng qua Long Tại Uyên nói. Long Tại Uyên nhìn thoáng qua truyền tống môn, nhìn thoáng qua Mạc Phàm vẻ mặt lạnh nhạt. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy Mạc Phàm thi triển thực lực, lần trước ở truyền tống trận, còn chưa ép tới mức Mạc Phàm ra tay, Vô Phong đã đến. Ông ta cũng không ngờ, Mạc Phàm bất minh tắc dĩ, vừa ra tay đã khủng bố như vậy. Bên trong không có đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông ta, tất nhiên là ta không có ý kiến, nhưng tốt nhất là ngươi nên hỏi các đệ tử dự thi ở bên trong một phen. Hai đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, Long Ngạo Thiên ở phía Bắc, còn Long Ngạo Quang ở phía Tây, Mạc Phàm lấy được thứ nhất cũng không liên quan tới ông ta. Nhưng Mạc Phàm giết càng nhiều, cũng càng tốt. Nếu đệ tử ở bên trong không có ý kiến, vậy Long Sư Huynh không có ý kiến đúng không? Vô Trần gật đầu, hỏi tiếp. Không sai. Ma vực phía Đông, còn ai muốn khiêu chiến với Mạc Phàm không? Nếu không, vậy Mạc Phàm sẽ là người đứng đầu ma vực phía Đông. Vô Trần thản nhiên nói. Giọng nói không to, nhưng truyền tiếp truyền qua truyền tống môn, truyền vào trong ma vực ở phía Đông. Trong ma vực phía Đông, đệ tử còn lại nhướng mày, nhưng không ai nói chuyện. Mạc Phàm mạnh đã rõ như ban ngày, hơn nữa dựa theo lời Mạc Phàm nói lúc trước, lại khiêu chiến Mạc Phàm, sẽ bị Mạc Phàm giết chết, được rồi. Vô Trần thấy không ai trả lời, không lập tức thả Mạc Phàm ra, mà tạo một pháp ấn. Pháp ấn này bay ra đài cao, rơi xuống sân của cái đài này. Pháp ấn này giống trên sân, phù văn trên đài lập tức sáng lên, âm thanh tảng đá ma sát xuất hiện. Vừa rồi mặt đất còn bằng phẳng, bốn đài cao chậm rãi dâng từ dưới nền đất lên. Đài cao có đánh dấu bốn phía đông tây nam bắc, các phương hướng tương ứng. Trên đài cao, từ đầu tới đuôi, đều khắc văn tự này. Giữa bốn đài cao, là một lôi đài hình bát giác, phía trên có khắc đồ án bát quái. Làm xong những chuyện này, chữ nhất trên đài cao phía đông sáng lên, trên người Mạc Phàm xuất hiện màn hào quang hình vỏ trứng. Mạc Phàm nhướng mày, cũng không phản kháng. Trên vỏ trứng chớp lóe hào quang, hắn trực tiếp biến mất khỏi ma vực. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã tới trên đài cao phía đông có khắc chữ nhất. Trên quyển trục trong không trung, phía sau tên Mạc Phàm xuất hiện chữ nhất màu vàng. Mạc Phàm, thứ nhất phía đông. Mạc Phàm không nhàn rỗi, nhìn về phía truyền tống môn khác. Ngoại trừ ma vực phía đông chỗ hắn, tốc độ nhanh nhất là ma vực phía bắc chỗ Long Ngạo Thiên, sau đó là ma vực phía nam, ma vực phía tây có thực lực yếu hơn một chút, tốc độ chậm nhất, ngoài hắn ra, còn 42 tu sĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, diện tích ma vực nhanh chóng giảm nhỏ, nhân số cũng giảm đi không ít. Hắn ra chưa tới một phút, người ở phía bắc ít hơn so với phía đông, hơn nữa danh sách giảm đi còn biến thành màu máu. Thông thường tên đều sáng, nhạt đi là thất bại, được truyền tống ra, huyết sắc là tử vong. Một kiếm của hắn chém nhiều người như vậy, nhưng không có ai tử vong. Không phải là hắn không có thực lực này, mà hắn không muốn giết người, không hơn. Nhìn thấy một đám tên huyết sắc ở phía bắc, không chỉ hắn nhíu mày, sắc mặt không ít tông chủ ở trên đài cao khó coi. Rất rõ ràng, có người đại khai sát giới ở bên trong. Long Tại Uyên thì vui vẻ, vừa rồi là Mạc Phàm biểu diễn, hiện giờ tới lượt Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ rồi. Chỉ sau một bữa cơm, liên tục có tên biến thành màu đỏ hoặc màu xám, trong ma vực phía bắc cũng chỉ còn lại 5 người. Trên đài cao phía bắc 5 chữ sáng lên toàn bộ. Long Ngạo Thiên và mấy người khác xuất hiện trên đài cao phía bắc. Long Ngạo Thiên nhìn thoáng qua Mạc Phàm trên đài cao, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Vậy mà ngươi ra trước tiên,
Có vấn đề gì sao? Long Ngạo Thiên nhìn thoáng qua quyển trục trên bầu trời, khóe miệng hơi nhếch lên. Một người cũng không giết, vậy ngươi sắp ăn thiệt thòi rồi. Cả ma vực phía đông, hiện giờ chỉ còn 6 người, nhưng chỉ có một màu đỏ, đa số bị Mạc Phàm loại, nhưng phần lớn không phải Mạc Phàm giết. Vậy sao, vậy để xem ai sẽ chịu thiệt. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Long Ngạo Thiên không trả lời, chỉ cười khẽ. Thời gian kế tiếp, toàn bộ ma vực phía đông được sàng lọc ra. Ma vực phía nam, ma vực phía tây gần một canh giờ cuối cùng cũng ra top 5. Nhìn thấy Lam Dương Sư Huynh ở phía nam, Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. Lam Dương Sư Huynh không chỉ trổ hết tài năng trong 50 người phía nam, còn lấy được vị trí thứ tư. Như vậy Lam Dương Sư Huynh không cần đấu với Long Ngạo Thiên trong vòng 2. Nếu là thứ 5, Long Ngạo Thiên nhất định sẽ không tha cho Lam Dương Sư Huynh. Top 20 đã được xác định, giọng đệ tử đạo môn lại vang lên. Mỗi người có 2 cơ hội khiêu chiến, lần này không sử dụng, có thể giành lượt tiếp theo, lần này sử dụng, lượt tiếp theo chỉ có thể khiêu chiến một lần, có ai muốn khiêu chiến người cùng khu vực với mình hay không, nếu có thì đi lên giữa lôi đài. Giọng nói này vừa vang lên, trên đài cao không ít người do dự, nhất là thứ hạng thứ tư thứ năm. Nếu bọn họ không đi lên khiêu chiến, bắt đầu vòng thứ hai, chỉ có thể đấu với hạng nhất bên kia. Phàm là hạng nhất, đều là người mạnh nhất. Ví dụ như Mạc Phàm phía đông, Long Ngạo Thiên phía bắc, Trương Thiên Phong phía nam, chống lại bọn họ gần như là thua không thắng. Nhưng không đợi có người đưa ra quyết định, giọng Long Ngạo Thiên vang lên. Gia Cát Thanh, ngươi không khiêu chiến vị nào ở phía trên ngươi à, hay là chuẩn bị để ta ra tay giết ngươi, ngươi thấy rõ rồi đó, bên trong ma vực phía bắc có bao nhiêu người chết. Long Ngạo Thiên vừa nói câu này xong, Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Trong số người tham gia đại bỉ, hắn biết không nhiều, nhưng hắn biết Gia Cát Thanh. Thiên tài của Gia Cát gia, sau này có tiếng tăm lừng lẫy. Vị trí của Gia Cát Thanh, đúng là phía dưới Lam Dương Sư Huynh. Nếu có người khiêu chiến Lam Dương Sư Huynh, vậy là anh ta rồi. Trên đài cao chỗ Lam Dương, vẻ mặt nam tử đứng thứ năm ngẩn ra, trong đôi mắt nhìn về phía Lam Dương xuất hiện do dự. Nếu anh ta không lên chiến, người đấu cuối cùng với Long Ngạo Thiên là anh ta. Hơn nữa Long Ngạo Thiên đã nói rất rõ rồi. Nếu anh ta đấu với Long Ngạo Thiên sẽ giết anh ta. Nhưng quan hệ giữa Gia Cát gia và Thần Nông Tông không tệ. Thực lực của Lam Dương không kém anh ta nhiều lắm, nếu dốc hết toàn lực, trái lại có khả năng thắng Lam Dương. Bảo anh ta khiêu chiến Lam Dương, tương đương đẩy Lam Dương vào bước đường cùng. Anh ta chỉ do dự một lát, liền rời mắt khỏi Lam Dương, nhìn về phía Bạch Tiểu Thiên phía nam. Bạch Sư Đệ, thực lực của ngươi không kém Long Ngạo Thiên nhiều, ta khiêu chiến ngươi đi. Thực lực của Lam Dương không kém anh ta mấy, gặp Long Ngạo Thiên cũng phải chết. Nhưng Bạch Tiểu Thiên là thiên tài của Bạch gia, trời sinh vạn hoa bạch đồng, thực lực mạnh hơn anh ta và Lam Dương không ít, nếu không phải Bạch Tiểu Thiên không thích tranh giành, thứ nhất phía nam đã là của Bạch Tiểu Thiên. Bạch Tiểu Thiên vốn sửng sốt, sau đó bĩu môi. Nhưng không đợi anh ta mở miệng, Lam Dương xen miệng vào. Gia Cát Sư Huynh, không cần phiền phức như vậy, người vẫn nên khiêu chiến ta đi. Chưa chắc Bạch Tiểu Thiên sẽ đồng ý bại bởi Gia Cát Thanh thì không nói, cho dù Bạch Tiểu Thiên bại bởi Gia Cát Thanh, Long Ngạo Thiên cũng sẽ giận chó đánh mèo chuyện này với Gia Cát Thanh và Bạch Tiểu Thiên. Nếu bọn họ bị loại còn chưa tính, nếu không bị loại, sớm muộn gì cũng gặp Long Ngạo Thiên, đến lúc đó kết quả vẫn như vậy. Như vậy không được tốt lắm đâu. Gia Cát Thanh nhíu mày nói. Chuyện này vốn không liên quan tới Gia Cát Sư Huynh. Nếu là ân oán giữa Ngạo Nhật Sơn Tông và Thần Nông Tông bọn ta, vậy do bọn ta giải quyết. Lam Dương lạnh nhạt nói. Cũng được, vậy ta khiêu chiến Lam Dương sư đệ. Gia Cát Thanh do dự một lát, bóng dáng nhoáng lên một cái tới giữa lôi đài. Ta nhận thua. Lam Dương không lên lôi đài, nói thẳng. Không phải Long Ngạo Thiên muốn đối phó anh ta, để Mạc Phàm không chịu nổi sao, anh ta sẽ cho Long Ngạo Thiên cơ hội này. Lam Dương vừa nói câu này ra khỏi miệng. Vị trí của anh ta và Gia Cát Thanh lập tức xảy ra biến hóa, Mạc Phàm không tự chủ được nắm chặt tay. Hắn vốn tưởng rằng Lam Dương Sư Huynh sẽ thành công tránh được Long Ngạo Thiên, lượt tiếp theo là Lam Dương Sư Huynh đấu với thứ hai của phía Bắc, cũng là Vương Dương Sư Huynh của Thánh Môn. Thực lực của Vương Dương Sư Huynh rất mạnh, Lam Dương Sư Huynh không thể thắng được. Bại bởi Vương Dương Sư Huynh tốt hơn Long Ngạo Thiên, tuy Lam Dương Sư Huynh có thần nông phù, nhưng có thể không dùng thì không dùng tốt hơn.
hiện giờ Lam Dương sư huynh chỉ có thể đấu với Long Ngạo Thiên rồi. Đài cao phía nam mới đổi xong, trên lôi đài phía tây, Long Ngạo Quang một đệ tử khác của Ngạo Nhật Sơn Tông, người đứng thứ ba cười theo, nói với mỹ nữ thứ năm. Xa Yến sư muội, người không tính khiêu chiến ta à, đối diện là Mạc Phàm, người đứng thứ nhất đó. Ở vị trí thứ năm, Xa Cái nhướn mày, đôi mắt khẽ đảo. Chuyện giữa Ngạo Nhật Sơn Tông các ngươi và Thần Nông Tông ta không xen vào, ta khiêu chiến ngươi. Phong Xa Yến đi lên lôi đài, nói, chúc mừng Xa Yến sư muội, ta cũng chịu thua. Long Ngạo Quang cười khẽ nói, vị trí của anh ta cũng đổi cho Phong Xa Yến, đứng đối diện Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt, nhưng không nói gì thêm. Hành động vừa rồi của Long Ngạo Thiên, đơn giản là sẽ ra tay với Lam Dương sư huynh. Long Ngạo Quang muốn làm gì, hắn không biết. Nhưng không có vấn đề gì. Cho dù Long Ngạo Quang đổi thế nào, ai ở trước mặt hắn đều không quan trọng. Ngạo Nhật Sơn Tông muốn chơi, hắn sẽ chơi với Ngạo Nhật Sơn Tông tới cùng. Kế tiếp, ngoại trừ biến hóa của hai tổ này ra, thứ năm phía Bắc cũng khiêu chiến thứ ba. Thứ nhất cuối cùng phía Bắc sẽ đối phó với Trương Thiên Phong thứ nhất phía Nam, không xông lên trên, chỉ có thể dừng bước tại đây. Hai người tranh đấu trên lôi đài một phen, đệ tử thứ năm vẫn thua. Sau đó trên đài cao quay về Yên Bình. Rất lâu sau, bên cạnh đài cao, đệ tử của đạo môn thấy không ai lên đài nữa, liền mở một quyển trục ra. Nếu không ai muốn khiêu chiến người cùng tổ nữa, kết thúc khiêu chiến, bắt đầu vòng hai đại bỉ, tổ thứ nhất quyết đấu, Long Ngạo Thiên đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông thứ nhất phía Bắc đối đầu với Lam Dương đệ tử của Thần Nông Tông thứ năm phía Nam, mời hai vị lên đài. Giọng nói này vừa vang lên, cho dù là cao thủ mỗi tông môn, hay là quần chúng xung quanh, vẻ mặt đều thay đổi, cùng nhìn về phía lôi đài. Ngạo Nhật Sơn Tông đấu với Thần Nông Tông tới nước này, cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra. Chỉ là không ngờ, trận đầu vòng 2 là Ngạo Nhật Sơn Tông quyết đấu với Thần Nông Tông, còn là Long Ngạo Thiên đấu với Lam Dương. Nói một cách tương đối, trận đấu này sắp thú vị hơn nhiều. Ngay cả Vô Phong cũng bỏ chén trà xuống, trong đôi mắt lạnh nhạt lóe lên sắc bén, nhìn về phía lôi đài. Trên đài cao phía Bắc, Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười lỗ mãng. Lam Dương đúng không, người đã chui đầu vô lưới, mời. Anh ta vừa mới mở miệng, không ít người nhíu mày. Dựa theo quy củ của các tông môn, môn phái khác nhau cũng có đệ tử bối phận tương đồng, dựa theo tuổi tác để luận bối phận. Giống như Nam Cung Thanh khác môn phái với Mạc Phàm, nhưng gọi Mạc Phàm là Mạc Sư Huynh. Nhưng Long Ngạo Thiên không quan tâm chuyện này, gọi thẳng tên Lam Dương. Dựa theo quy củ, anh ta phải gọi Lam Dương là Sư Huynh. Vẻ mặt Lam Dương lạnh nhạt, một chân nâng lên, lúc hạ xuống, trực tiếp đến trên lôi đài. Long Ngạo Thiên cười khẽ, bóng dáng nhoáng lên một cái cũng tới lôi đài. Hai người vừa tới lôi đài, đồ án bát quái trên lôi đài lập tức sáng lên, bao trọn lôi đài. Đồng thời, một hư ảnh của đệ tử đạo môn kia xuất hiện ở giữa lôi đài. Hai vị, đại bỉ lần này có quy củ mới, còn cần ta lặp lại không? Không cần. Cho dù anh ta muốn dùng y thuật chữa trị cũng không sao, chỉ cần anh ta có thể sử dụng. Long Ngạo Thiên cười khinh thường nói. Ở dưới tay hắn, Mạc Phàm chưa chắc đã sử dụng được y thuật, càng không nói tới Lam Dương. Ngươi thì sao, Lam Dương sư đệ? Đệ tử đạo môn kia nhìn về phía Lam Dương, hỏi. Sư phụ của ta là chiến tu của Thần Nông Tông, ta đi theo sư phụ từ nhỏ, tuy không học được tinh túy của sư phụ, nhưng chưa từng học y thuật. Lam Dương thản nhiên nói. Được rồi, vậy hai người có thể bắt đầu. Đệ tử đạo môn gật đầu nói, bóng dáng nhoáng lên một cái, liền biến mất không thấy. Bên trong lôi đài, chỉ còn lại Long Ngạo Thiên và Lam Dương. Long Ngạo Thiên không vội vàng ra tay, mà nhìn Lam Dương như đánh giá con mồi. Lam Dương, ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì được bao lâu dưới tay ta? Lam Dương làm như không nghe thấy, dưới chân vừa động. Bỗng nhiên khu vực thiên băng màu đen từ xung quanh anh ta mở rộng ra, đảo mắt đã bao trùm cả lôi đài, tốc độ hoàn toàn không phải Lam Phi lúc trước có thể so sánh. Đồng thời, ba hư ảnh cự hình xuất hiện sau lưng anh ta, mỗi cái cao hơn 10 mét. Rõ ràng là hư ảnh, nhưng như ba ngọn núi cao, khiến bước chân của Lam Dương trầm trọng hơn nhiều. Thân thể Lam Dương nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo quang bắn về phía Long Ngạo Thiên. Chỉ trong giây lát đã tới bên cạnh Long Ngạo Thiên. Một quyền lóe lên kim quang, 27 vì sao rơi lập tức xuất hiện quanh Long Ngạo Thiên, như thiên thạch rơi về phía Long Ngạo Thiên. Lam Dương vừa ra tay,
không ít người ở trên đài cao khẽ nâng mí mắt. Lam Dương có thể trổ hết tài năng trong 200 người, quả thực không phải vận khí. Lam Dương không chỉ dùng thiên băng địa liệt cửu lưu tinh, còn dung hợp vô thần vô Phật vô địch đạo vào nhau, như vậy sẽ giống như hiện tại, có 27 vì sao rơi. Nói cách khác, uy lực của cửu lưu tinh đã rất mạnh, nhưng lần này ít nhất tăng gấp 3 cửu lưu tinh. Bởi vì bên trong còn có lực lượng của vô thần vô Phật vô địch đạo. Nhưng Mạc Phàm vẫn nhíu mày như cũ. Thực lực của Lam Dương sư huynh rất mạnh, nhưng đó là đối với những người khác tham gia đại bỉ, nhưng đối mặt với Long Ngạo Thiên thì. Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Lam Dương bên cạnh hắn một cái, nhíu mày, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Ta ghét nhất có người không trả lời câu hỏi của ta, hơn nữa ta còn chưa nói hết, đã ra tay, nhưng so với những chuyện này, ta càng ghét người của thần Nông Tông các ngươi, cho nên chút mánh khóe đó đừng chướng mắt trước mặt ta. Anh ta vừa nói xong, một mặt trời lấy anh ta làm trung tâm dâng lên, hơi nóng khủng bố tỏa ra bốn phía. Trong chớp mắt, trên lôi đài giống như có một mặt trời ở bên trong, nóng trên trăm vạn độ, lập tức khiến cây cột trên lôi đài biến thành màu đỏ. 27 vì sao rơi trên bầu trời bị đốt cháy trong chớp mắt, chưa tới người Long Ngạo Thiên đã bùng nổ ra. Khí tức vô song của Lam Dương, lập tức giảm hơn phân nửa. Dùng lưu tinh đối phó Thái Dương. Đây là chuyện vĩnh viễn không có khả năng, trái lại Thái Dương muốn diệt Lưu Tinh, chỉ là chuyện một bàn tay. Long Ngạo Thiên nhìn Lưu Tinh bị chôn vùi, cười hài lòng nói. Anh ta vươn một tay ra, đánh về phía Lam Dương. Bùm, một tiếng vang nhỏ. Quả đấm của Lam Dương ở trước mặt Long Ngạo Thiên, chỉ phát ra âm thanh, liền bị Long Ngạo Thiên nắm lấy, khói xanh và mùi da thịt khét vang lên trên nắm tay Lam Dương. Sắc mặt Lam Dương thay đổi, một hư ảnh nứt ra. Một dòng lực lượng lập tức bùng nổ từ trên nắm tay anh ta, chấn khai quả đấm của Lam Dương. Anh ta không chống chọi, bóng dáng nhoáng lên một cái, liền lùi trở về, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Long Ngạo Thiên nhìn thoáng qua tay mình bị chấn khai, cười khinh thường. Vô thần vô Phật vô địch đạo, không phải nghe nói rất lợi hại à, sao chỉ có chút uy lực như vậy, hình như chỉ có thể dùng để chạy trốn. Lam Dương đầy mồ hôi trên người nhíu mày, nắm chặt tay. Hai hư ảnh ở phía sau tan vỡ theo. Hai hư ảnh này vừa vỡ, trong chớp mắt khí tức trên người anh ta mạnh đâu chỉ gấp hai, cuối cùng không chỗ nào không ở cực nóng. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên lắc đầu cười, trên mặt anh ta đều là khinh thường. Ba đạo đều bị hấp thu hết, cũng chỉ có chút thực lực đó, tuyệt kỹ này đúng là không được tốt lắm, còn không mạnh bằng 1/10 công pháp của Ngạo Nhật Sơn Tông, như vậy ngươi không cần phải phiền lòng nữa, ta tiễn ngươi một đoạn. Trong mắt Long Ngạo Thiên hiện lên thất vọng, tiến về phía trước một bước. Chân hạ xuống, thiên băng trên đất được Lam Dương bố trí tan vỡ. Cả người Long Ngạo Thiên như quỷ mị, cũng đến bên cạnh Lam Dương. Thiên băng hẳn là nứt ra như vậy. Một chưởng của Long Ngạo Thiên đánh về phía Lam Dương. Rõ ràng chỉ là một chưởng. Bùm, một tiếng vang thật to, bên trong lôi đài, ánh sáng mặt trời bùng nổ ra, giống như một viên tiểu thái dương nứt ra. Bùng nổ nắng hè chói chang bao phủ cả lôi đài, bao phủ cả Long Ngạo Thiên và Lam Dương ở bên trong. Nắng hè chói chang một lát, lúc này mới giống như nước biển hạ trở về trong cơ thể Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên bình yên vô sự đứng ở chỗ Lam Dương, Lam Dương đã tới bên cạnh lôi đài, trước ngực có một dấu tay lõm vào, không biết gãy bao nhiêu cái xương, máu tươi không ngừng chảy từ miệng anh ta ra. Long Ngạo Thiên nhìn lướt qua Lam Dương, nhướng mày, xương cốt cứng phết nhờ, nhưng không có tác dụng gì. Thực lực của ngươi quá yếu. Vậy sao, lúc trước không được, vậy đổi thái anh NS bây giờ. Vẻ mặt Lam Dương lãnh khốc, nói. Anh ta không để ý vết thương ở ngực, hai tay nắm chặt, hỏa diễm một vàng một đen xuất hiện trên nắm tay anh ta. Đồng thời, cự long một vàng một đen xuất hiện, mỗi một con đều dài 100 mét, đôi mắt như đèn lồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Đây là âm dương long quyền sư phụ sửa lại, dung nhập thiên băng địa liệt cửu lưu tinh vào. Có thể nói là bản thăng cấp của âm dương long quyền. Long Ngạo Thiên nhướng mày, lập tức lắc đầu. Vẫn chưa từ bỏ ý định à, chút tu vi đó của ngươi, cũng muốn ra tay với ta, còn thiếu mấy trăm năm nữa. Anh ta vươn một tay ra, thái dương chi môn màu hoàng kim xuất hiện trước người anh ta. Keng keng, âm thanh gõ chuông vang lên, hai cự long đánh lên thái dương chi môn, chỉ phát ra âm thanh, nhưng không có cách nào lay động thái dương chi môn. Lam Dương nhíu mày. Kinh văn xuất hiện trên người anh ta. Những kinh văn này vần quanh sau lưng anh ta, lập tức biến thành ba hư ảnh như trước. Tuy cùng là hư ảnh,
nhưng ngưng thực hơn trước rất nhiều, trong hư vô có thêm khí tức trang nghiêm, vĩ đại. Phá cho ta! Lam Dương quát khẽ, quả đấm đánh liên tục lên trên Thái Dương Chi Môn. Đồng thời, trên ba hư ảnh, sáu đại thủ mang theo lực lượng ngàn vạn quân, hạ xuống rầm rầm. Keng keng, đại thủ khổng lồ vỗ lên trên Thái Dương Chi Môn, làn sóng không gian biến thành ba gợn lan ra xung quanh. Ở đây, vẻ mặt không ít người thay đổi. Lôi đài này được bố trí dựa theo tiên thiên bát quái, nguyên liệu cũng là bảo vật cao nhất tương xứng với các quẻ tượng, cho dù là cao thủ đại thừa cũng đừng mơ phá được từ bên ngoài. Không gian bên trong lại càng được trận pháp gia cố, rất khó lay động. Nếu không chỉ riêng thiên băng, đã có thể hủy diệt không gian. Lam Dương hiện giờ có thể lay động không gian, thực lực mạnh hơn trước không ít. Đó là vô địch đạo của tên vô địch sao? Có người tò mò hỏi. Người tới là cao thủ của mỗi tông môn, tất nhiên không hề xa lạ đối với vô địch. Vô địch có vô địch đạo, trên người không mang kinh văn. Không giống trước đây, hẳn là bản tiến hóa. Có người nói. Sắc mặt Long Ngạo Thiên cũng thay đổi, lùi về sau hai bước. Trên Thái Dương Chi Môn, từng đạo vết rạn xuất hiện. Long Ngạo Thiên nhìn thoáng qua vết rạn trên Thái Dương Chi Môn, nhíu chặt mày. Giống như ma long bị mạo phạm uy nghiêm, khí tức nguy hiểm tỏa từ người Long Ngạo Thiên ra, xung quanh lập tức phát lạnh. Lam Dương, vậy mà ngươi có thể phá Thái Dương Chi Môn của ta, coi như có chút bản lĩnh, nhưng mà ngươi vẫn nên đi chết đi, không sai, ta nói là đi tìm chết đi. Giọng Long Ngạo Thiên trầm thấp, gằn từng chữ. Cấp bậc này của Lam Dương, anh ta vốn không để ở trong mắt, nhưng vậy mà có thể tiến đến bước này. Anh ta ném Thái Dương Chi Môn. Đôi mắt lạnh như đao phong nhìn về phía Lam Dương, Thái Dương Chi Môn ở xung quanh như cảm nhận được phẫn nộ của Long Ngạo Thiên, nhanh chóng biến mất trong cơ thể Long Ngạo Thiên. Trong chớp mắt, bên cạnh Long Ngạo Thiên không còn khí tức tính hủy diệt như trước, cả người giống một người bình thường. Nhưng theo Long Ngạo Thiên thu hồi Thái Dương, cảm giác nguy hiểm khiến tim người ta đập nhanh lại dày đặc hơn nhiều. Bên ngoài trận pháp, Mạc Phàm và Vô Phong nhíu mày. Trạng thái này của Long Ngạo Thiên thật sự rất khủng bố, chỉ sợ Lam Dương sắp gặp nguy hiểm rồi. Nhưng nghĩ tới thần nông phù trên người Lam Dương, lúc này sắc mặt hắn mới khá hơn một chút. Lam Dương nhíu mày, cũng không e ngại. Long bảo, trên người hai cự long kia đại phóng hào quang, lập tức lao xuống sông về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua hai cự long kia. Phế vật là phế vật, không bao giờ thành được người như ta. Anh ta há to miệng. Dùng lực khẽ hút, một hắc động xuất hiện trong miệng anh ta, lực xé rách cường đại lập tức xuất hiện. Giống, hai cự long kia kêu vài tiếng, bị Long Ngạo Thiên nuốt xuống. Sắc mặt Lam Dương thay đổi, ba hư ảnh ở sau lưng hợp nhất, một đại thủ ấn như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Long Ngạo Thiên. Kế tiếp, là ngươi rồi. Ngón tay của Long Ngạo Thiên khẽ búng, một quang điểm bay từ giữa tay anh ta ra, trong chớp mắt đã tới trưởng của đại thủ khổng lồ kia. Chỉ là một tiểu quang điểm, nhưng đến chỗ đó có thể lay động không gian đại thủ. Bùm một tiếng, giống như khối lưu ly bị đạn bắn trúng, đại thủ và cả hư ảnh sau lưng Lam Dương bị nghiền nát toàn bộ. Long Ngạo Thiên không cho Lam Dương cơ hội thở dốc, nhoáng lên một cái tới bên cạnh Lam Dương, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không phải cấp độ vừa rồi. Thậm chí Lam Dương không phản ứng kịp, một quyền đánh vào yết hầu Lam Dương. Răng rắc, âm thanh xương gãy vang lên, yết hầu Lam Dương bị đánh vỡ. Máu tươi xen lẫn xương gãy phun từ miệng anh ta ra. Máu tươi và xương còn chưa phun ra rất xa, Long Ngạo Thiên nắm lấy cổ Lam Dương, nhấc anh ta lên. Biết rõ ta muốn giết ngươi, còn dám đi lên, để ta nhìn xem rốt cuộc là ngươi dựa vào cái gì. Long Ngạo Thiên cười nham hiểm, tay còn lại của anh ta vươn ra với vào trong mi tâm của Lam Dương. Lam Dương biết anh ta rất nguy hiểm, không chỉ vẫn xông lên, còn liều mạng đấu với anh ta. Nếu không phải muốn dò xét thực lực của anh ta, cho Mạc Phàm nhìn, thì có chỗ dựa, cũng có khả năng là cả hai. Cho dù là gì, anh ta nhìn kỹ rồi nói sau. Mạc Phàm thấy tay Long Ngạo Thiên với vào mi tâm Lam Dương, sắc mặt thay đổi. Thông thường, thứ được luyện hóa người khác không có biện pháp tìm được, nhưng không có hiệu quả đối với Long Ngạo Thiên đi lên thần đạo. Lần này phiền phức rồi. Không đợi hắn mở miệng ngăn cản, Long Ngạo Thiên nhướng mày. Tay đã rút ra khỏi mi tâm Lam Dương, một tờ giấy vàng xuất hiện trong tay anh ta. Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Chẳng trách lá gan lớn như vậy, hóa ra là có thứ này. Không chỉ Long Ngạo Thiên nhướng mày, sắc mặt những người khác cũng thay đổi.
Thần nông phù, ở đây chỉ sợ không ai không biết thứ này. Chiêu bài của thần nông tông, bán tiên khí tiêu hao duy nhất, là thứ tốt làm một tu sĩ sống lại. Cho dù là nguyên anh kỳ, hay là tu sĩ đại thừa kỳ, chỉ cần trên người có thần nông phù đều có thể sống lại hoàn mỹ. Cho dù là đối với người đang ngồi, cũng là bảo mệnh chi vật khó có được. Vậy mà trên người Lam Dương có thần nông phù, chuyện này nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Long Ngạo Thiên, thả Lam Dương sư huynh của ta ra, thần nông phù thuộc về ngươi. Sắc mặt Mạc Phàm khó coi, cao giọng nói. Thần nông phù đã bị Long Ngạo Thiên lấy đi, nếu không kết thúc, Lam Dương sư huynh thật sự phải chết. Thả sao? Long Ngạo Thiên cất thần nông phù. Thứ này có thể lọt vào mắt tu sĩ đại thừa, tất nhiên có thể lọt vào mắt anh ta, không có lý do gì không lấy. Khóe miệng anh ta nhếch lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, còn chưa tới lượt ngươi, ngươi như vậy là vi phạm điều lệ đấy. Không tuân theo quy định sao? Mạc Phàm lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Vừa rồi Long Ngạo Thiên làm không ít chuyện không tuân theo quy định, nếu hắn làm như vậy coi là không tuân theo quy định, vậy tính như thế đi. Thả sư huynh ta. Thả sao, chuyện này phải đợi anh ta chịu thua mới được, như vậy, ngươi bảo sư huynh ngươi nói hai chữ chịu thua, ta sẽ tha cho anh ta, hay là ngươi quỳ xuống với ta, cầu xin ta một phen, có lẽ ta sẽ kết thúc trận quyết đấu này. Long Ngạo Thiên cười gằn nói, Lam Dương chỉ là lợi tức, cuối cùng là Mạc Phàm. Mạc Phàm là một người sắp chết trên tay anh ta, sao có thể bảo anh ta buông tay được. Mạc Phàm quỳ với anh ta trước mặt nhiều người như vậy, anh ta có thể suy xét. Dù sao Lam Dương chỉ là đồ bỏ đi đối với anh ta. Mạc Phàm híp mắt thành đường ngang, sắc bén nở rộ trong mắt hắn. Ít hầu của Lam Dương sư huynh bị Long Ngạo Thiên đánh nát, lại bị phong thần hồn, chịu thua thế nào? Hắn định đồng ý với Long Ngạo Thiên, một ngụm máu tươi của Lam Dương như mũi tên nhọn phun lên mặt Long Ngạo Thiên. Đồng thời giọng Vô Phong vang lên. Con đứng ở đó là được, con đã làm đủ rồi. Mạc Phàm đưa thần nông phù chân quý như vậy cho Lam Dương, lại bị Long Ngạo Thiên vạch trần, ai cũng không có biện pháp. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Đây là lựa chọn của Lam Dương, cho dù Mạc Phàm quỳ trước mặt nhiều người như vậy, Long Ngạo Thiên chưa chắc sẽ thả Lam Dương. Long Ngạo Thiên lau máu trên mặt, nhíu mày, trong mắt đều là dữ dằn. Lam Dương này đã là con mồi trong tay anh ta, mặc anh ta sâu xé, ngay cả thần nông phù đều bị anh ta đoạt. Vậy mà dám làm càn với anh ta, đúng là không biết sống chết. Lam Dương, nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi, nếu có lưu thần hồn thì đi sống lại, nếu không có thì hồn phi phách tán đi. Năm ngón tay của Long Ngạo Thiên mở ra, một tiểu thái dương xuất hiện trong tay anh ta. Anh ta nhét tiểu thái dương vào trong miệng Lam Dương, sau đó ném Lam Dương sang một bên như ném chó chết. Sắc mặt Lam Dương thay đổi, một quyền đập vào huyệt đàn chung của mình, muốn phun viên tiểu thái dương kia ra. Nhưng tiểu thái dương kia không chỉ không ra, trái lại còn bành trướng trong cơ thể anh ta. Xoẹt, âm thanh như lụa bị xé vang lên, khe hở xuất hiện trên mặt Lam Dương. Lam Dương sờ mặt mình, nhíu mày. Ngay sau đó, vô số khe hở xuất hiện trên toàn thân anh ta, hào quang vạn trượng phóng từ trong khe hở ra, quang mang chói mắt bao bọc Lam Dương ở bên trong. Bùm một tiếng thật lớn, bụi bặm mênh mông, trên lôi đài không thấy bóng dáng Lam Dương. Lam Dương, chết. Trên đài cao, sắc mặt không ít cao thủ tông môn trầm xuống. Thực lực của Long Ngạo Thiên này thì khỏi phải nói, nhưng ra tay cũng quá độc ác rồi. Tuy Ngạo Nhật Sơn Tông bất hòa với thần Nông Tông, nhưng trực tiếp đánh đệ tử đối phương chết không toàn thây, quá ác độc rồi. Nhất là Vô Phong, trên mặt ông vẫn không có một chút gợn sóng, lúc này sắc bén lóe lên trong mắt ông, cắt chén trà trong tay ông thành ba mảnh. Không đợi nước trong chén rơi xuống. Sắc bén trong mắt ông biến mất, chén trà khôi phục như thường. Long Tại Uyên thì cười khẽ, nâng chén trà lên uống. Thực lực của Lam Dương vượt qua dự kiến của ông ta, nhưng kết quả vẫn nằm trong lòng bàn tay ông ta. Hiện giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Dưới đài, quả đấm của Mạc Phàm vang ken két. Hắn vốn tưởng rằng chuẩn bị hoàn hảo, ai biết ngay từ đầu đã thế này, Lam Dương bị Long Ngạo Thiên đánh nát. Tuy Lam Dương để lại tinh huyết và thần hồn, có thể sống lại, nhưng cần thời gian dài để khôi phục. Ngoài ra chuyện này sẽ trở thành ấn ký lau không sạch cả đời Lam Dương sư huynh. Nếu không phải hắn nhúng tay vào chuyện này, Lam Dương sư huynh sẽ không đi tới bước đó. Hắn nâng mắt nhìn Long Ngạo Thiên trên đài cao, trong mắt lóe lên sắc bén. Long Ngạo Thiên,
hôm nay, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Vậy sao, ta có thần nông phù, ngươi giết ta sống lại là được, đúng rồi, nếu ngươi giết ta, đừng nghĩ gặp lại Tiểu Tuyết. Long Ngạo Thiên nói với vẻ khinh thường. Vậy ngươi cũng cần phải chết. Mạc Phàm nhíu mày nói. Hắn vốn định đánh Long Ngạo Thiên gần chết, sau đó phế bỏ, cuối cùng lấy mạng Long Ngạo Thiên trao đổi Tiểu Tuyết. Hiện giờ hắn không định làm vậy. Hắn phải ở đây, tự tay giết Long Ngạo Thiên trước. Nhưng mà trước đó, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn về phía Long Ngạo Quang đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông ở đối diện. Hắn không biết vì sao Long Ngạo Quang cố ý đổi để đứng đối diện hắn, nhưng Long Ngạo Quang phải chết. Ta đợi ngươi tới giết ta. Long Ngạo Thiên nói với vẻ khinh thường. Có nhiều người muốn giết anh ta lắm, nhưng không có bản lĩnh này. Long Ngạo Thiên nói xong, giọng đệ tử đạo môn kia vang lên. Long Ngạo Thiên đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông thắng, tổ tiếp theo, Vương Dương đệ tử của Thánh Môn đối đầu với Gia Cát Thanh của Gia Cát Gia. Trận đấu kế tiếp, phía Nam Bắc không khác trước, Long Ngạo Thiên của Ngạo Nhật Sơn Tông, Trương Thiên Phong của Đạo Môn, Bạch Tiểu Thiên của Bạch Gia, Vương Dương của Thánh Môn và Bắc Ly Thu Nguyệt của Chân Võ Tiên Cung thắng. Phía Đông Tây, ngoại trừ Mạc Phàm còn chưa lên lôi đài, bốn người khác đã chọn xong, theo thứ tự là Tương Thiên của Quân Đình, Hà Bất Khí của Quỷ Thần Thiên, Tuyệt Tâm Tiên Tử của Thái Thượng Cung, Tuệ Trí Hòa Thượng của Bỉ Ngạn Tự. Những trận đấu này, tuy có người bị trọng thương rời khỏi, nhưng không như Lam Dương bị Long Ngạo Thiên giết chết. Theo kết cục Tuệ Trí Hòa Thượng thắng, giọng đệ tử đạo môn vang lên. Trận cuối cùng trong vòng 2, Mạc Phàm đệ tử của Thần Nông Tông đối đầu với Long Ngạo Quang đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông. Giọng nói mới vang lên, trước mắt không ít người sáng lên. Những cuộc tranh tài vừa rồi có phấn khích, nhưng kém so với cuộc tranh tài của Ngạo Nhật Sơn Tông và Thần Nông Tông không ít. Nhất là vừa rồi, Ngạo Nhật Sơn Tông lại giết người của Thần Nông Tông. Long Ngạo Quang nghe thấy tên mình, giống như sớm có chuẩn bị, lắc mình một cái lên trên đài, ngoắc ngón tay với Mạc Phàm. Tiểu tử, người không định báo thù à, còn chưa lên. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén, cũng không sốt ruột, chân hắn dẫm lên không khí, bước từng bước lên lôi đài. Những y tiên như các ngươi, chỉ biết bày ra bộ dạng ghê tởm, thực ra là vô dụng nhất, đi nhiều bước như vậy, không muốn đứng cùng một lôi đài với ta à? Long Ngạo Quang lạnh lùng nói. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, rời mắt nhìn hư ảnh đệ tử đạo môn ở giữa lôi đài. Đạo Thiên Sư Huynh, có phải có thể bắt đầu được rồi không? Đệ tử đạo môn này không phải ai khác, đúng là sư phụ của Trương Thiên Bảo, Trương Đạo Thiên chồng của Bất Diễm Sư Tỷ. Có thể rồi. Trương Đạo Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, gật đầu, hư ảnh biến mất theo. Mạc Phàm không sốt ruột, mà đi tới chỗ Lam Dương bị nổ. Hắn cứ qua ngón tay, sau đó vẽ phù lục vào lòng bàn tay, phù lục sáng lên, không ít hạt màu đỏ và máu xám bay từ tứ phía tới, tụ tập vào trong lòng bàn tay hắn. Tuy Lam Dương sư huynh bị nổ hủy, nhưng có những thứ bất diệt này lưu lại ngưng tụ cơ thể và thần hồn, hiệu quả hơn sử dụng những phương pháp khác một chút. Chỉ trong phút chốc, một viên cầu cỡ quả đấm ngưng tụ trong tay hắn. Long Ngạo Quang nhíu mày, lập tức nở nụ cười khinh thường. Ngươi thật có tâm, chỉ là thi thể vỡ ra như vậy, còn có thể thu được sao? Mạc Phàm không để ý tới Long Ngạo Quang như cũ, tiếp tục thu vật bất diệt của Lam Dương sư huynh. Long Ngạo Quang nheo mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ bất thiện. Anh ta nói với Mạc Phàm mấy câu, vậy mà Mạc Phàm không thèm nhìn anh ta một cái, chuyện này khiến người ta rất tức giận. Tiểu tử, nếu ngươi thích nhặt xác như vậy, vậy ngươi nhặt luôn cả thi thể ngươi đi. Trong mắt anh ta lóe lên sắc bén, một tay vươn ra. Trên đỉnh đầu anh ta, một thái dương chi môn không khác Long Ngạo Thiên lắm xuất hiện, thái dương chi môn mở ra, một thanh đại kiếm hoàng kim chậm rãi bay ra, tiến vào trong tay anh ta, hỏa diễm màu đen tà dị giấy lên trên thanh kiếm. Nhật thực, lạc, Long Ngạo Quang cười nham hiểm, đến bên cạnh Mạc Phàm. Hỏa diễm màu đen xẹt qua không trung chém về phía Mạc Phàm. Theo một kiếm của Long Ngạo Quang, cả bầu trời, không biết vì sao đột nhiên đen lại, giống như lúc nhật thực, chỉ có một vòng nhật luân màu đỏ luôn treo trên trời, nhìn vô cùng yêu dị, cũng khiến người ta rất bất an. Màu đen thoáng cái đã qua, thanh kiếm của Long Ngạo Quang chém lên lưng Mạc Phàm, một tiểu thái dương màu đen xuất hiện trước ngực Mạc Phàm, bao nửa người trên của Mạc Phàm lại. Mặt ngoài hắc cầu lóe lên tia lửa màu tím, muốn nổ ra. Nhưng không biết vì sao luôn không thể nổ tung. Bên trong hắc cầu, Mạc Phàm nhíu mày, khắc họa một phù lục lên trái cầu trong lòng bàn tay giống trong tay hắn, đặt viên cầu vào trong không trung.
không có khống chế của hắn, viên cầu tự hấp thu vật bất diệt Lam Dương để lại. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới nhìn về phía Long Ngạo Quang. Lại là một người đi lên thần đạo, nhưng là đi ám thần đạo, ngoại trừ đại bỉ này, sau này ngươi không thể lên được đài Ngạo Nhật Sơn Tông rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thần đạo của Ngạo Nhật Sơn Tông chia làm hai loại, một loại là dương thần, một loại là ám thần. Dương thần là mặt trời chính diện, quang minh chính đại. Ám thần, thì đại biểu cho mặt tối của mặt trời. Đệ tử kiệt xuất tu luyện dương thần có hy vọng trở thành tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông, ám thần thì có thể trở thành sát thủ đắc lực của tông chủ, giúp Ngạo Nhật Sơn Tông diệt trừ một số đối thủ. Thông thường, sau khi thành ám thần, sẽ thông qua giả chết xóa thân phận trước đây, trở thành không tên không họ. Lúc trước hắn không biết Long Ngạo Quang đối đầu với hắn làm gì, hiện giờ hắn hiểu rõ rồi. Tiểu tử, ngươi biết nhiều thật. Long Ngạo Quang nhíu mày, nói. Những chuyện này đều là bí mật Ngạo Nhật Sơn Tông không công khai bên ngoài, cho dù là một số cao thủ tông môn và thế gia trên đài cao cũng không biết, Mạc Phàm không chỉ nhận ra đạo anh ta tu, còn biết chuyện ám thần đạo. Ta còn biết ngươi sẽ chết, nhưng mà không phải giả chết, là chết thật. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ở trước mặt hắn còn muốn giả chết, không có loại khả năng này. Vậy sao, vậy phải xem người của thần nông tông các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, nếu không có bản lĩnh, sẽ như vị sư huynh kia của ngươi, tan thành mây khói trên lôi đài, hắc động, hiện. Long Ngạo Quang không tức giận, trái lại cười âm hiểm nói. Anh ta mới nói xong, viên cầu màu đen bao lấy Mạc Phàm lập tức biến thành một vòng xoáy hình cái phễu. Trường kiếm trong tay anh ta bị cơ thể Mạc Phàm ngăn cản, theo hắc động này, trực tiếp đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm, một kiếm xuyên qua Mạc Phàm. Hắc động theo trường kiếm đâm vào cơ thể Mạc Phàm, biến mất trong cơ thể Mạc Phàm. Một kiếm thực hiện được, Long Ngạo Quang hơi nhếch miệng, cười đắc ý. Tiểu tử, ngươi cũng thường thôi nhỉ. Mạc Phàm biết ám thần đạo, anh ta còn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ lợi hại cỡ nào, tuy không bằng Long Ngạo Thiên, nhưng ít nhất cũng không kém Long Ngạo Thiên mấy. Ai biết Mạc Phàm còn quá yếu, như vậy đã bị một kiếm của anh ta đâm vào. Như thế phía sau sẽ dễ làm rồi. Thường thôi, quả thật kiếm này của ngươi thường thôi. Mạc Phàm chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua trường kiếm chỗ ngực, nói. Nếu vừa rồi hắn ngăn cản, kiếm này sẽ không có cơ hội, dù vậy, kiếm này cũng không thể làm gì hắn. Tiểu tử, đừng quá nôn nóng, cho hay còn ở phía sau, tiểu tử, chúng ta sẽ không gặp lại, đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một câu. Ngươi không xứng trở thành đối thủ của Long sư đệ, với ta cũng không xứng. Long Ngạo Quang cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên dữ dằn. Sau đó, đôi mắt anh ta, làn da nhanh chóng biến thành màu đen. Sau đó lại biến thành thứ như chất lỏng màu đen tụ tập về phía kiếm đâm vào cơ thể Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc, Long Ngạo Quang đã biến mất trong đại kiếm. Bùm, hỏa diễm màu đen trên đại kiếm phát ra điên cuồng. Hỏa diễm màu đen này dấy lên. Biến mất trong hắc động xuất hiện trong cơ thể Mạc Phàm. Hắc động lúc trước hoàn toàn là vật chết, không nhúc nhích. Nhưng dưới hỏa diễm màu đen, hắc động này lại bắt đầu chuyển động. Hắc động nhất chuyển, lực xé rách cường đại lập tức xuất hiện, hỏa diễm màu đen tính cả trường kiếm cắm vào ngực Mạc Phàm chậm rãi di chuyển vào trong hắc động. Không chỉ như vậy, tinh khí thần của Mạc Phàm cũng bị hắc động xé rách. Lần này, không ít người hiểu ra. Lúc trước bọn họ đều không rõ. Vì sao Long Ngạo Quang phải đổi đối diện Mạc Phàm? Hiện giờ cuối cùng bọn họ cũng hiểu, Long Ngạo Quang liều mạng vì hiện giờ. Long Ngạo Quang dùng mệnh của mình để hiến tế, chính vì lưu lại một hắc động trên người Mạc Phàm. Thông qua một mạng đổi lấy Mạc Phàm bị thương, tuy thủ đoạn hơi ngoan độc. Nhưng có hắc động này ở đây, cho dù Mạc Phàm có thực lực như Long Ngạo Thiên, thậm chí còn có thực lực hơn Long Ngạo Thiên, cuối cùng cũng chỉ có thể chết trên tay Long Ngạo Thiên. Ở đây... Ngay cả Vô Phong cũng nhíu mày. Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười vui vẻ. Trong ám thần lực, đợi cuối cùng Mạc Phàm hung hãn cỡ nào. Có khả năng Mạc Phàm chưa đi tới một vòng cuối cùng, bởi vì kế tiếp sẽ có nhiều người muốn khiêu chiến Mạc Phàm. Long Tông Chủ, chuyện này có vẻ không tuân theo quy định rồi. Đứng bên cạnh đài cao, Trương Đạo Thiên nhíu mày nói. Đâu có không tuân theo quy định, không phải trên lôi đài đều là ngươi lừa ta gạt. Được làm vua thua làm giặc sao, cậu ta trúng kế, là cậu ta quá kiêu ngạo, chuyện này trách được ai chứ? Long Tại Uyên cười khinh thường nói. Không phải Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta cũng tổn thất một đệ tử sao? Nếu tiểu tử này cảm thấy không nắm chắc, rời đi là được.
Còn nữa, đệ tử kia là người của Thần Nông Tông, không phải đệ tử của đạo môn ngươi, người của Thần Nông Tông không nói gì, ngươi còn nói làm gì? Long Tại Uyên liếc mắt nhìn Vô Phong ở phía đối diện một cái, hỏi tiếp. Được rồi, vậy ta xen vào việc của người khác rồi. Trương Đạo Thiên nhíu mày nói. Lát nữa sẽ tới lúc ngươi nói, đừng gấp. Long Tại Uyên cười âm hiểm nói. Sắc mặt Trương Đạo Thiên hơi khó coi, hai mắt nhắm lại, hư ảnh của ông xuất hiện ở giữa lôi đài. Người thắng, Thần Nông Tông. Đạo Thiên sư huynh, đừng gấp, còn chưa xong đâu. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc nói. Hả? Trương Đạo Thiên nhớn mày, lời vừa nói ra miệng dừng lại, nhìn Mạc Phàm với vẻ khác lạ. Ở đây, không ít người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đã trúng hiến tế, Long Ngạo Quang đã chết, Mạc Phàm còn có thể làm gì? Chỉ thấy, Mạc Phàm nắm lấy thanh kiếm sắp biến mất trong hắc động, trên tay lập tức sáng lên y đạo văn, một vòng xoáy nghịch với hắc động lập tức xuất hiện. Dưới vòng xoáy này, không chỉ thanh kiếm không tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm, hỏa diễm màu đen trên thân kiếm cũng chậm rãi rời đi. Sau đó là một số vật chất màu đen. Những vật chất màu đen này lùi về chuôi kiếm, nhanh chóng khôi phục thành một người. Không phải ai khác, đúng là Long Ngạo Quang hiến tế lúc trước. Lúc này trên mặt Long Ngạo Quang vẫn là tươi cười đắc ý, giống như lúc anh ta hiến tế. Cả quá trình, giống như tua phim, lập tức quay lại một phút trước. Ở đây, không ít người lập tức ngây ngốc. Bọn họ đều biết rõ y thuật của Thần Nông Tông, gần như không có tông môn nào so sánh được. Nhưng mà, Mạc Phàm trực tiếp nghịch chuyển hiến tế, làm Long Ngạo Quang sống lại, thủ pháp này thật sự cao minh, có lẽ cả Thần Nông Tông cũng không có mấy người có thể làm được bước này. Dù sao giết người thì dễ, sống lại khó hơn nhiều, nhất là làm sống lại một người hiến tế. Loại người này phần lớn là hiến tế mình cho lực lượng vĩ đại, do đó đạt được lực lượng của bản thân, muốn lấy vật phẩm hiến tế từ tay đối phương, gần như là không có khả năng, cần càng nhiều tế phẩm mới có thể. Long Ngạo Quang cũng sửng sốt, trong mắt đều là khó hiểu nhìn Mạc Phàm. Anh ta đã hiến tế cơ thể này, bởi vì bản thể của anh ta đã tỉnh lại. Nhưng ngay vừa rồi, thần hồn của anh ta giống như bị kéo ra khỏi bản thể, lại về cơ thể này. Đây là có chuyện gì? Anh ta không nghĩ nhiều, liền hiến tế lần nữa. Ngươi hiến tế bao nhiêu lần, ta đều có thể khiến ngươi sống lại. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chơi trò này trước mặt hắn, thật sự tìm lầm người rồi. Cho dù Long Ngạo Quang hiến tế, tự bạo cũng được, đều đừng nghĩ chết được, trừ phi hắn muốn để Long Ngạo Quang chết. Sắc mặt Long Ngạo Quang khó coi, tươi cười trên mặt cứng đờ. Vừa rồi anh ta còn thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ là anh ta sống lại ở bên này. Sao lại thế này? Anh ta buông đại kiếm ra, lùi về sau hai bước hỏi. Mạc Phàm nắm lấy đại kiếm hoàng kim, chậm rãi rút đại kiếm hoàng kim ra. Hai tay hắn dùng lực, đại kiếm hoàng kim bị hắn bẻ thành hai đoạn, ném sang một bên. Ý niệm của hắn vừa động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, âm dương đại ma xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Dưới cối xay, hắc động chỗ ngực hắn được kéo ra, bị âm dương đại ma mài nhỏ. Ta nói cho ngươi biết sao lại thế này, ngươi hiến tế, muốn làm ta trọng thương thay Long Ngạo Thiên, nhưng ngươi thất bại, ta cứu sống ngươi, hiện giờ nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi, nhưng giống như ta mới nói, ngươi sẽ chết thật, không phải chết giả. Xem ra giả bộ tử vong, đổ hết trách nhiệm lên người hắn là Long Ngạo Quang. Nhưng Long Ngạo Quang phải thất vọng rồi, Vô Tàng Sư Bá phải thất vọng rồi, Long Ngạo Thiên và Long Tại Uyên cũng phải thất vọng rồi. Long Ngạo Quang nhìn đoạn kiếm trên đất, lại nhìn Mạc Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, cuối cùng không cười nổi. Không chỉ như vậy, trên mặt anh ta đều là khó coi. Trên lôi đài, không thể sử dụng y thuật, người đây là không tuân thủ quy định. Long Ngạo Quang nói, anh ta hiến tế thất bại, muốn làm Mạc Phàm trọng thương gần như đã không có khả năng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đúng là ta dùng y thuật, nhưng ta không dùng trên người mình, không tính là vi phạm quy định, đúng không Đạo Thiên Sư Huynh? Mạc Phàm nói với hư ảnh Trương Đạo Thiên. Trong quy tắc không đồng ý thường xuyên sử dụng y thuật khôi phục thực lực đối với mình, còn hạn chế thời gian thi đấu, không hạn chế với những người khác. Trương Đạo Thiên thản nhiên nói. Vậy ngươi còn gì muốn nói? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên hỏi. Ta. Long Ngạo Quang nhíu mày, nhìn Long Ngạo Thiên và Long Tại Uyên trên đài. Anh ta thật sự không ngờ, sẽ xảy ra loại chuyện như vậy. Nhận thua đi, Ngạo Quang. Sắc mặt Long Tại Uyên khó coi, nói.
Y thuật của Mạc Phàm thật sự nằm ngoài dự kiến của ông ta, đến bước này, cho dù vùng vẫy mấy cũng vô ích, không bằng từ bỏ thì hơn, để Long Ngạo Thiên đối phó Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm không bị thương, thực lực của Mạc Phàm cũng kém đi không ít. Dạ, sư phụ. Long Ngạo Quang hơi vui vẻ, muốn chịu thua. Thực lực của Mạc Phàm vượt xa tưởng tượng của anh ta, không nhận thua sẽ như lời Mạc Phàm nói, bị Mạc Phàm giết chết thật. Nhận thua, ngươi cảm thấy ta cứu sống ngươi, là cho ngươi nhận thua à? Mạc Phàm cười lạnh lùng, nói. Sắc mặt Long Ngạo Thiên thay đổi, vội vàng mở miệng. Nhưng không đợi anh ta nói nửa chữ, một tay của Mạc Phàm vươn ra, nắm lấy Long Ngạo Quang ở phía xa nhấc lên. Cơ thể Long Ngạo Quang lập tức bay lên, sắp bay về phía Mạc Phàm. Một phù văn lập tức lan ra toàn thân anh ta, hai chân anh ta đạp loạn trong không trung. Không. Hai tay Long Ngạo Quang nắm lấy cổ mình, cố gắng kêu chữ này. Ta nói rồi, muốn ngươi chết thật, ngươi nhất định phải chết, ai cũng không cứu được ngươi, Long Tại Uyên không được, Long Ngạo Thiên càng kém xa. Nói xong, Mạc Phàm nắm lấy cổ Long Ngạo Quang, cổ tay trầm xuống, ấn mạnh Long Ngạo Quang lên đất. Rầm, một tiếng thật lớn, không có bất luận dao động linh khí gì, nhưng từng đạo đường vân dập dờn ra xung quanh, đủ để thấy lực đạo mạnh cỡ nào. Trên đài cao, sắc mặt Long Tại Uyên và Long Ngạo Thiên khó coi. Nhất là Long Tại Uyên, quả đấm lập tức nắm chặt, trong mắt lóe lên sắc bén. Sao thế, ngươi muốn ra tay à? Phía đối diện, Vô Phong lấy chấn ma ra, chấn ma kiếm lóe lên hồng quang chói mắt như trong mắt ông. Nhìn thấy như vậy, Vô Trần đều nhíu mày, càng không nói những người khác. Hừ, Long Tại Uyên nhíu mày hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, nhìn về phía lôi đài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.